chương 640, thập tổ nhân tộc 2, nhóm đệ tử khác, đều có cường giả nhân tộc quan trọng. Chẳng qua là, Càn Minh đã gần như tiêu diệt Càn Thiên Cung, Hắc Nguyệt thì nhằm vào Thiên Nguyệt Lâu, Thiên Tinh Cung thì có một nhánh nhằm vào Vương Lạc. Cũng không phải thế lực nhỏ, truy sát cùng phản sát, vẫn đang diễn ra, cho đến hiện tại, không có cường giả nào có thể chấn nhiếp mấy thế lực Càn Thiên Cung, ra mặt bảo vệ đám người Càn Minh. Đinh Việt cùng Tiêu Lương, đều tự mình hành hiệp, thích làm theo ý mình, đắc tội với người khác giống như ăn cơm uống nước. Dương Thiên đang tranh đoạt bảo vật cùng một gã dị tộc đạo cảnh, thực lực hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, đại chiến suốt một canh giờ, vẫn bất phân thắng bại. Đúng vào lúc này, thân hình Dương Thiên chấn động, một đạo ý niệm hàng lâm vào cơ thể hắn. Gã cường giả dị tộc bắt lấy thời cơ này, mong muốn dùng một đòn kết liễu đối thủ. Kết quả, vừa chạm đến Dương Thiên, liền bất ngờ hóa thành cho bụi. Ý thức bên trong Dương Thiên, cực kỳ khiếp sợ. Lão Tổ, Kém chút nữa là ta ngỏng rồi. Trong chiến đấu, vậy mà ý niệm lão tổ đột nhiên hàng lâm, suýt nữa khiến hắn bị giết. Hừ, chỉ là con chuột nhất, nếu như lão tổ ta hàng lâm, há có thể khiến người bị thương. Lão tổ, lần này ngài hàng lâm, là có chuyện gì? Nhìn xem tình huống cửu vực, sở huyền quan sát một đạo ý niệm hàng lâm xuống người dương thiên. Mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng hắn có thể nhìn ra được thực lực đối phương rất mạnh. Khai đạo vạn giảm sao, sở huyền cảm thấy chỉ sợ không chỉ đơn giản là vạn dặm ánh mắt hắn vội chuyển sang bắc châu tây vực vị gia hỏa ma tộc kia tựa hồ chuẩn bị dùng ý niệm hàng lâm hắn cười nhẹ một tiếng hiện tại cửu vực đã là địa bàn của mình chưa được mình đồng ý nếu muốn hàng lâm chính là mơ mộng hảo huyền sở huyền cũng không gấp gáp tiếp xúc cùng lão tổ dương thiên mà đang chờ đợi dương thiên hỏi thăm sự tình cực đạo hiện thế sinh linh nằm trong thiên đạo trong lúc vô hình đều bị hắn khống chế cho dù là suy nghĩ cho dù dương thiên chỉ trao đổi bằng ý thức cũng không thoát khỏi thiên đạo đây chính là sự khủng bố của thiên đạo chúng sinh vạn vật cho dù chỉ là một tia ý niệm đều không thể thoát khỏi thiên đạo chỉ cần sở huyền cần hắn có thể biết rõ ý niệm trong đầu sinh linh thậm chí có thể khống chế đương nhiên sở huyền sẽ không làm như vậy thiên đạo cũng có quy tắc hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay hết thảy đều vận hành theo pháp tắc nếu nhúng tay quá nhiều dễ dàng ảnh hưởng thiên đạo thậm chí khiến thiên đạo rời khỏi quỹ đạo, bắt đầu lệch hướng. Đại kiếp đạo nguyên không phải là một lần khởi động lại pháp tắc thiên địa sao, loại trừ đi tất cả quấy nhiễu. Đạo kiếp đại đạo, có lẽ cũng là như thế, thiên đạo có sinh ra kiếp nạn hay không? Sở Huyền không dám đảm bảo, đương nhiên hắn sẽ mặc kệ, dù sao cũng nằm trong pháp tắc thiên đạo. Lão tổ Dương Thiên khống chế thân thể Dương Thiên, di chuyển khắp hoang cổ vực, ánh mắt lóe lên tinh quang, quan sát bầu trời cửu vực. Nhưng mà cuối cùng không nhìn ra thứ gì rồi lại mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó khác lạ. Cụ thể là lạ ở chỗ nào thì không thể nói được. Có lẽ do mình nghĩ nhiều, trong đại kiếp đạo nguyên xuất hiện một ít tình huống kỳ lạ cũng không phải bất thường. Lúc này Dương Thiên lại mở miệng, lão tổ, ngài nói ngài là tổ tiên của ta, thế nhưng ngay cả tên ngài là gì ta cũng không biết. Ngươi họ gì, thì ta họ đó. Dương, Dương Thiên xứng sờ mà nói, lão tổ ngươi, ta là Dương, hiện tại, cử vực không có ai nhận biết được ta. Dương khẽ cười một tiếng nói, lão tổ, rốt cuộc ngài là tổ tiên mấy đời của ta, ta có dính huyết mạch của ngài không? Đương nhiên là có, chỉ có điều rất mỏng manh, thực lực của ta rất mạnh, hậu duệ của ta, cho dù trải qua vô số năm tháng, cũng sẽ không biến mất, dù rất mỏng manh, thì vẫn nhận được cơ duyên không nhỏ. Dương Thiên vừa đi vừa trò chuyện với lão tổ, Dương lão tổ ta, cách ngươi mấy cái kỷ nguyên, vậy mà ngươi lại có thể phản tổ một ít huyết mạch, cũng là chuyện quái lạ. Hắn chọn chúng Dương Thiên, cũng vì nguyên nhân này. Bởi vì huyết mạch của Dương Thiên phản tổ một ít, cho nên hắn có thể dùng huyết mạch liên thông với Dương Thiên, dễ dàng hàng lâm tới đây. Nếu không, hắn muốn hàng lâm xuống cửu vực thì phải trả một cái giá rất đắt. Sở huyền yên lặng lắng nghe, người kia tên là Dương. Cách vài kỷ nguyên, quả nhiên là cương giả nhân tộc thời cổ. Đối phương chỉ hàng lâm một đạo ý niệm mà thôi, hơn nữa cũng không quá mạnh, nhưng mà ý niệm cường giả đều tương đối đặc thù. Hiện tại, thiên đạo đã vượt xa lúc trước chỉ là một tia ý niệm của Dương, thì không thể nào phát hiện ra thiên đạo nhìn trộm. Lão Tổ, nếu như nhân tộc có tồn tại mạnh như ngài, tại sao nhân tộc chúng là lại hẹn mọn như thế, ta nghe nói mấy đạo nguyên trước đó, nhân tộc chỉ là chủng tộc yếu đuối. Dương Thiên tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi thăm, Dương trầm mặc một hồi, một lúc sau mới nói, thời cơ chưa đến, khí vận chưa đến, nhân tộc không thể quật khởi, cho dù có mạnh lên cũng chỉ là nhất thời, sẽ gặp phải đả kích thảm hại hơn. Hiện tại, người xem nhân tộc mạnh mẽ thế nào, Kỳ thật cũng không tính là quá mạnh, người chỉ cần nhớ kỹ, nhân tộc vẫn nằm trong khốn cảnh." Dương Thiên càng nghi ngờ, "Lão tổ cử vực do nhân tộc chúng ta định đoạt, tuyệt đối là bá chủ, tại sao ngài lại nói vẫn trong khốn cảnh?" "Thực lực của ngươi quá yếu, không biết được nhiều, chẳng qua vị trí bá chủ chỉ là tạm thời, cử vực sắp sửa nghênh đón kịch biến." Chương 641, nguyên nhân cực đạo bị nhầm vào, tương lai Dương có thể hàng lâm xuống cơ thể này nhiều hơn, cho nên cũng tương đối để tâm với hậu duệ này không kiệm lời với hắn. Dương Thiên lại không hiểu nguyên nhân trong đó, lão tổ không nói, hắn cũng không có hỏi tiếp tục mà đổi một chủ đề khác. "Lão tổ, cường giả nhân tộc giống như ngài có nhiều hay không?" Tiểu Gia Hỏa này, Dương nở nụ cười, nói "Còn có mấy vị lão hữu." Hơi ngừng lại một chút, lại nói, "Lão tổ ta, được vinh dự là thập tổ nhân tộc, chính là vị trí thánh thứ 10 của nhân tộc." Vừa nghe thấy lời này, Sở Huyền liền chấn động, vị khai đạo giả thứ 10 trong lịch sử nhân tộc như vậy thì chín vị trước đó có còn sống hay không? Nếu như vẫn còn sống, thì ít nhất nhân tộc có 10 vị đỉnh cấp cường giả. Lão Tổ, nhân tộc chúng ta có nhiều trí cường giả như vậy. Tại sao các ngài lại không ở cửu vực? Trí cường giả, người cực mạnh, xương thở dài, 10 vị từng là thập tổ, hôm nay chỉ còn lại 7 vị, có 3 vị lão hữu đã chết đi. Người phải nhớ kỹ, trước mắt nhân tộc còn chưa phải bá chủ, chúng ta vẫn đang chờ thời cơ, có thể chấn áp tất cả chủng tộc, khi đó nhân tộc mới là bá chủ đại kiếp lại sắp tới rồi nhân tộc sẽ gặp phải chèn ép trừ phi dương đột nhiên im lặng trừ phi cái gì dương thiên hiếu kỳ truy hỏi đây không phải là chuyện ngươi nên biết dương thiên vẫn không nhịn được tò mò hỏi tới hỏi lui dương lắc đầu cười khổ nói tiểu hai từ này lòng hiếu kỳ cũng quá nặng như như ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi trước thập tổ nhân tộc còn có một người nếu như hắn còn sống sở huyền đã hiểu người mà dương nhắc tới chính là vị yêu nghiệt sáng tạo ra công pháp nhân tộc. Ngay cả vị này trong thập tổ nhân tộc, cũng không biết đối phương có còn sống hay không, có thể thấy được thời gian đối phương biến mất quá lâu rồi. Chỉ sợ đã nghèo rồi, Dương Thiên lại hỏi thăm một chút, rốt cuộc là bọn người Dương Lão Tổ đang ở nơi nào, vì sao không ở trong cửu vực. Dương cũng không trả lời, Dương Thiên không có hỏi tiếp, mà là rời chủ để sang mấy chuyện bên lề, cuối cùng dắt tới bên trên vấn đề cực đạo. Lão Tổ, gần đây cửu vực xảy ra một chuyện lớn, có một cường giả cực đạo ra mặt vì hậu bối cực đạo, chém giết rất nhiều cường giả. Lão tổ, tại sao cực đạo lại bị nhiều người nhầm vào? Gã thiếu niên cực đạo kia ta còn nhìn thấy vài lần, là một người rất chất phác, cũng không chủ động trêu chọc người, nhưng mà lại bị đủ người nhầm vào, nhân tộc cũng nhầm vào hắn. Theo lý thuyết mà nói, hắn là thiên kiêu nhân tộc mới nổi, tại sao lại không có tiền bối nhân tộc ra mặt giúp hắn? Dương hơi ngẩn ra, cực đạo, đúng, là cực đạo giả. Dương cười nhẹ một tiếng, nói cực đạo bị nhầm vào, là chuyện bình thường, đối với ngoại tộc mà nói, trong truyền thừa huyết mạch của bọn chúng đã có một ít tính cách căm thù cực đạo. Nhân tộc, là một tộc tương đối phức tạp, đơn giản là có liên quan tới tính ghen ăn tức ở. Đương nhiên, cũng có liên quan một ít tới pháp tắc thiên địa cửu vực, tuy là hiện tại bên trong pháp tắc không còn bài trừ cực đạo như trước đó, nhưng mà bị bài trừ vô số năm tháng, cuối cùng sẽ để lại dấu vết. Ngay cả vị thập tổ nhân tộc này, đều cảm thấy cực đạo bị nhầm vào là chuyện không hiếm lạ, ngược lại khiến cho sở huyền có chút bất ngờ. Cực đạo liên quan đến phương diện khá phức tạp, vượt xa dự đoán của mình. Tại sao, cực đạo lại bị nhầm vào, không dung tại cửu vực? Dương Thiên Hiếu kỳ không thôi, Dương trầm ngâm một chút, tựa hồ cảm thấy chuyện này cũng không cần che giấu, nói cho gã hậu duệ này cũng không sao. Trong thập tổ nhân tộc, tam tổ chính là tổ tiên của cực đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn là người sáng tạo ra cực đạo, tính cách của hắn cũng tương đối đặc thù, tính khí khá là hung ác. Tam tổ, vị đứng hàng thứ ba trong 10 lão tổ nhân tộc. Lúc trước hắn tàn sát cường giả vạn tộc trong cửu vực, giết tiên, đồ thần, sát ma, đồ long diệt phượng, khiến cho pháp tắc thiên địa cửu vực tan vỡ, đại đạo dung chuyển. Hắn cũng là người đầu tiên trong thập tổ vẫn lạc, cũng bởi vì chuyện này, nhân tộc chịu đủ chèn ép, lại trở thành bộ tộc nhỏ yếu. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, các tộc cửu vực không dung cực đạo, còn có một vài thế lực nhân tộc, cho rằng là cực đạo quá cực đoan, thích siết chóc, cho nên tạo thành câu nói bất dung cực đạo. Đây chính là nguyên nhân cực đạo dễ bị nhầm vào, bất dung tại cửu vực, không thể tưởng được hôm nay lại xuất hiện cực đạo giả. Dương Thiên Thầm rúng động, quá mạnh mẽ, thật châu bò, đây mới là phong thái cường giả nhân tộc nên có. Dương cười khẽ một tiếng, bè nói, đúng vậy, chính là bởi vì như thế, mới có người căm thù ghét bỏ cực đạo, tự nhiên cũng có người che chở cực đạo, nếu không cực đạo đã sớm biến mất. Chương 642, địa bàn này do ta làm chủ một, sở huyền cảm thấy hơi bất ngờ, tổ tông cực đạo, đã vậy còn quá hung mãnh. Rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì, giết đến kịch liệt như thế, ngay cả pháp tắc thiên địa cửu vực đều hỏng mất, đại đạo cũng rung chuyển. Hẳn là nguyên nhân này, đã bạo phát đạo kiếp đại đạo. Tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhân tộc không thể thừa thế mà quật khởi, ngược lại còn té một cái thật đau. Cũng khó trách cực đạo bị nhiều người nhầm vào, chẳng qua vị dương lão tổ này chỉ giới thiệu đại khái, nguyên do vì sao cực đạo bị nhầm vào. Còn chuyện tại sao trước đó lại nổ ra đại chiến, tại sao vị tổ tông cực đạo lại giết cường giả vạn tộc thì lại không nhắc tới. Dẫn đến trận chiến kia, ắt phải có nguyên nhân, mạnh như tổ tông cực đạo, cuối cùng cũng bỏ mạng. Sở huyền cũng không khỏi cảm thán, trước đây tam tộc mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, có thể khiến chư tộc cửu vực khiếp sợ, giết đến mức khiến tam tộc tiên thần ma phải kiêng kỵ cũng có thể chứng minh tổ tông cực đạo rất khủng bố, Truyền thừa cực đạo vẫn được lưu truyền tại cửu vực cho đến nay, tuy rằng tình cảnh rất khó khăn, đến nay vẫn chưa xuất hiện trí cường giả. Nhưng mà trước sau truyền thừa vẫn bất diệt, chỉ sợ là có người ra tay che chở, không muốn cực đạo biến mất đơn giản như vậy. Sở huyền không khỏi hoài nghi, vị tổ tông cực đạo kia, rốt cuộc là đã chết hay chưa? Nói chung, hạ người yêu nghiệt thế này, cũng tương đối khó chết. Biết được nguyên do cực đạo bị nhầm vào, sở huyền không để thiên đạo tiếp tục ảnh hưởng suy nghĩ của Dương Thiên, hắn không muốn quấy nhiễu quá nhiều sự vận hành của pháp tắc thiên đạo dương muốn hành tẩu trên cửu vực cũng không biết rốt cuộc là hắn muốn bố cục thứ gì bên trong cổ giới hỗn độn không có cường giả nhân tộc sở huyền liền đoán được tình cảnh của cường giả nhân tộc sẽ không tốt lắm chẳng qua vị dương lão tổ này đã xác nhận suy đoán của hắn thập tổ nhân tộc ba người vẫn lạc trong đó còn có tổ tông cực đạo vị đầu tiên sáng tạo ra công pháp nhân tộc đã biến mất vài kỷ nguyên trôi qua cũng chưa từng xuất hiện hoặc là đã chết hoặc là bị nhốt ở chỗ nào đó cũng có thể là đang chờ đợi thời cơ một khi xuất hiện hẳn là có phong thái tuyệt thế vô địch hiện tại ở cửu vực nhân tộc là bá chủ các tộc còn lại hoặc là diệt phong hoặc là kéo dài hơi tàn mặc dù lúc này đại kiếp đạo nguyên buông xuống diện tích cửu vực mở rộng gấp trăm lần vô số địa vực hiện ra những bộ tộc khác cũng có cơ hội chiếm một mảnh đất cắm rùi nhưng mà vẫn không thể dung chuyển địa vị nhân tộc ma tộc đã từng cực kỳ mạnh mẽ chỉ còn lại giải rác phải mống tất cả đều biến thành đầu chọc, tự xưng là môn đồ Phật môn. Đã từng là ma tộc, đều biến thành Phật tộc, càng không có uy hiếp gì với nhân tộc, tự hồ chiếm lấy ma vực lúc trước, hôm nay trở thành Phật vực, không có ý định mở rộng địa bàn. Chỉ truyền bá Phật Pháp, thành lập Phật tự, trở thành một tông môn, mà không phải là một chủng tộc. Tuy là tên gọi là Phật tộc, kỳ thực tình huống rất giống với một lưu phái tông môn. Hiện tại ở cửu vực, bọn hắn tự xưng là Phật môn, mà không phải là Phật tộc. Đến bây giờ, chỗ đặc thù và cường đại của Phật Pháp đã hấp dẫn một số người. Cũng có người trong nhân tộc quy y Phật Môn, tu luyện công pháp Phật Môn. Tuy là đã quy y Phật Môn, nhưng mà thân phận của bọn hắn vẫn là nhân tộc. Cũng sẽ ra mặt giúp nhân tộc, chính bởi vì như thế, tạm thời nhân tộc không có định ý cùng bài xích đối với Phật Môn. Bộ tộc quật khởi gần đây trên cửu vực, không thể nghi ngờ chính là quỷ tộc. Toàn bộ cửu vực, phàm là chỗ hắc ám, chỉ sợ đều tồn tại bóng dáng quỷ tộc quỷ tộc dương tự mình lẩm bẩm hai chữ này lão tổ quỷ tộc rất đặc thù cũng quá mạnh đi ta đang suy nghĩ nếu như ta không may gặp phải tình cảnh nhục thân bị hủy nếu như thần hồn bất diệt ta cũng lựa chọn hóa thành quỷ tộc dương thiên thở dài nói ra quỷ tộc xuất hiện không thể nghi ngờ đã khiến cho những cường giả bị hủy nhục thân còn sót lại thần hồn có thể giành được cơ hội quật khởi thêm lần nữa có thể tiếp tục sống sót tiếp tục mạnh lên đã từng có một loại tồn tại giống với quỷ tộc không biết dương lão tổ đang nghĩ tới điều gì nhíu mày lẩm bẩm là u tộc sao dương thiên tò mò hỏi rất ít người biết đến sự tồn tại của u tộc dương thiên thân là tuyệt đỉnh thiên kiêu của nhân tộc lại là võ giả đạo cảnh ngược lại cũng biết rõ u tộc không u tộc cũng chỉ là một nhánh vị thoái hóa mà thôi tồn tại này trước kia rất kinh khủng dương lão tổ không có nói hết nhưng trong lòng lại suy đoán có lẽ quỷ tộc liên quan tới ai đó vị kia đã biến thành quỷ tộc sao Dùng thực lực cường đại của vị kia, nếu như chưa chết hẳn, ngược lại có khả năng hóa thành một tộc mới. Đạo của hắn rất đặc thù, rất cường đại. Chương 643. Địa bàn này do ta làm chủ hai. Sở Huyền nhìn về phía Bắc Châu Tây vực, tên gia hỏa ma tộc kia, tựa hồ đã không thể kiềm chế, đang muốn dùng một tia ý niệm hàng lâm xuống cửu vực. Cho dù huyết sát đã ma hóa, vẫn không thể nào gánh thừa nhận ý niệm của hắn, dù sao cũng không phù hợp. Nếu thân thể không phù hợp, dễ dàng khiến cho khí thức ý niệm của hắn tiết ra ngoài sẽ gặp phải bài xích từ đại đạo mấy người đại trưởng lão ma tộc tuy huyết mạch tinh thuần nhưng mà vẫn còn hơi mỏng cũng không phải là thân thể tốt nhất có khả năng thừa nhận ý niệm hắn đã có mục tiêu mới sở huyền nhìn về phía ma phật cả người mặc tăng y trắng như tuyết không ngờ vị kia lại để mắt tới ma phật là bởi vì trên người hắn có huyết mạch của ma sao nếu đối phương muốn đánh thức huyết mạch của ma phật thì sao sở huyền không định ra tay ngăn cản kích hoạt huyết mạch cổ ma cũng là một chuyện tốt. Thực lực ma Phật sẽ được đề thăng, trên người hắn vốn có ma tính, cũng có Phật tính, kích hoạt huyết mạch cổ ma, không có bất kỳ ảnh hưởng gì sâu đối với hắn. Chẳng qua là tiến thêm một bước cường hóa tư chất thiên phú của hắn. Đám đệ tử Đinh Việt đều bộc phát tiềm lực, tất cả đều đột phá đạo cảnh bốn quan. Đang đuổi theo cơ thần tâm, Hắc Nguyệt càng thêm đặc thù, công pháp nàng tu luyện là Thiên Đạo Quyết, hiện giờ cửu vực đã sát nhập vào Thiên Đạo, khí vận của nàng vẫn luôn tăng trưởng ưu điểm của thiên sinh thần hồn, giờ khắc này cũng bộc phát ra ngoài. Gần đây Hắc Nguyệt đã đạt được một vài cơ duyên, cơ duyên rất đặc thù, chỉ sợ là gia hỏa nào đó muốn Hắc Nguyệt làm chút chuyện cho hắn. Muốn Hắc Nguyệt trở thành quân cờ tại cửu vực, sở huyền không có ý định can thiệp, không có nhúng tay. Cho nhiều cơ duyên thì càng tốt, bồi dưỡng đệ tử giúp mình. Cuối cùng chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Lần này Dương Lão Tổ Hàng Lâm cũng không vội trở về, thậm chí thao túng thân thể Dương Thiên, tham gia tranh đoạt cơ duyên. Tựa hồ muốn thăm dò rõ ràng, đến tột cùng là có những ai để lại hậu chiêu ở cửu vực, có nào ra hỏa nào vươn xúc tu vào trong cửu vực. Thậm chí là, thẩm thấu vào trong nhân tộc, sở huyền luôn giữ thái độ yên lặng quan sát, cũng không nóng lòng tiếp xúc. Đồ vương đạo đại sát tứ phương, lại chứng tỏ uy thế của cực, cường giả các tộc đều tức giận sôi máu. Huyết sát cũng hoạt động sôi nổi tại cửu vực, đều là quân cờ của vị ma tộc kia, nếu như đối phương theo dõi ma Phật, sở huyền cũng không cần phải giữ lại huyết sát ở trong thiên đạo đương nhiên hắn sẽ không tự mình ra tay dù sao huyết sát cũng là bộ tộc ứng kiếp cho dù đã xuất hiện một vài thay đổi nhưng vẫn là bộ tộc ứng kiếp chém giết huyết sát đánh bại huyết sát có thể thu lấy khí vận có một vài chỗ đặc thù phần lớn mọi người đều nhìn không thấu cực đạo rất mạnh tổ tông cực đạo từng đại sát tứ phương giết đến mức khiến cho chư tộc cửu vực đều khiếp đảm khiến cho tam tộc tiên thần ma phải kiêng kỵ Sở Huyền quyết định ra tay bồi dưỡng cực đạo, sau đó lại bảo Sở Bình Phàm giết huyết sát, hôm nay huyết sát không thiếu cường giả, vị huyết sát mạnh nhất, thậm chí thực lực đạt đến đạo cảnh tám quan. Rất nhiều người đều không để ý đến tốc độ quật khởi của huyết sát. Bộ tộc ứng kiếp, nhất là sau khi phát sinh biến hóa nào đó, một khi quật khởi thì tốc độ cực nhanh, vượt quá sức tưởng tượng. Ngoại trừ Sở Bình Phàm, Sở Huyền cũng phân phó đổ Vương đạo săn giết huyết sát, tiêu diệt huyết sát triệt để gốc quái thụ trên biển kia cũng nên tiêu diệt. Bất kể là quân cờ của ai, cũng đã đến lúc thu hoạch, bồi bổ cho phệ linh hoa. Gốc cây kia đã mạnh lên rất nhiều, thực lực đã tới đạo cảnh 12 quan đỉnh phong. Ngẫu nhiên sẽ tản mát ra tinh thần lực, chắc hẳn là kẻ đứng sau, đang chuẩn bị dùng ý niệm hàng lâm. Dưới tình huống bình thường, huyết sát rất khó tiêu diệt, nhất là sau khi huyết sát lột xác. Nhưng mà, huyết sát ở hiện tại, đều tại nằm dưới sự khống chế của thiên đạo, căn bản không có chỗ ẩn núp, sở bình phàm đã săn giết huyết sát đồ vương đạo cũng săn giết huyết sát chủ yếu nhằm vào những huyết sát có thực lực vượt qua sở bình phàm mục tiêu đầu tiên của hắn chính là gốc quái thụ trên biển oanh hai bên bắt đầu giao chiến đồ vương đạo chém ra một đao khủng bố chẳng mặt biển thành hai nửa lộ ra gốc quái thụ đang cắm rễ dưới đáy biển một đạo ý niệm nhàn nhạt tản mát ra từ trên thân quái thụ láo xược dám xuất thủ với đồ vật của bản tọa ý niệm của kẻ sau màn buông xuống một tia ý thức đang ẩn núp phát ra âm thanh gào thét ý định chấn nhiếp đồ vương đạo nhưng gương mặt đồ vương đạo vẫn lạnh lùng bổ ra một đao ý niệm của kẻ đứng sau không có buông xuống một tia ý thức kia căn bản chưa kịp gia tăng thực lực quái thụ thì đã bị chém nát quái thụ cũng bị chặt đứt thậm chí ngay cả gốc rễ cũng bị bứng lên những người khác nhìn thấy đồ vương đạo chém huyết thụ trên biển trong lòng cũng chấn động cực đạo đều bị điên hay sao huyết thụ này cũng không đơn giản sau khi đồ vương đạo trảm huyết thụ liền rời khỏi, chương 644, địa bàn này do ta làm chủ ba, khu vực phát sinh chiến đấu lúc trước, sát ý vẫn lượn lờ khắp nơi, không người nào dám tới gần. Huyết thụ bị chắt đứt nằm trơ trọi trên mặt biển, nhưng không có ai nhìn thấy, trên biển mọc ra vô số rễ cây tinh xảo, ngay lập tức ăn sâu vào thân huyết thụ. Cắn nuốt huyết thụ không còn chút gì, đồ vương đạo cùng sở bình phàm, đột nhiên tấn công huyết sát, khiến cho vô số cường giả phải trợn tròn mắt, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao cực đạo lại nhầm vào huyết sát, tựa hồ muốn tiêu diệt huyết sát triệt để. Hôm nay huyết sát hoạt động rất sôi nổi tại Cửu vực, kỳ thật tất cả mọi người đều chấp nhận bọn chúng trở thành một chủng tộc mới. Ngược lại không để mắt đến thân phận bộ tộc ứng kiếp của bọn chúng. Dù sao huyết sát bạo ngược đã biến mất tại Cửu vực. Hôm nay huyết sát còn lại đều có tư duy hoàn toàn là một chủng tộc mới. Hơn nữa thực lực huyết sát không kém, hơn nữa còn có đặc tính phục sinh. Nếu muốn tiêu diệt triệt để chuyện không thể nào. Cơ duyên bảo địa nhiều như thế, ai lại đi cố ý nhằm vào huyết sát, dẫn tới bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Chính bởi vì nguyên nhân này, khi Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm đột nhiên nhằm vào huyết sát, khiến cho không ít người ngạc nhiên. Nhất là thân phận cực đạo của hai người khá nhạy cảm. Không ít cường giả đều suy đoán, cực đạo nhằm vào huyết sát, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì? Huyết sát cũng giận sôi máu, trước khi Đồ Vương đạo ra tay, cái tên khốn kiếp sở bình phàm này đuổi giết bọn hắn ở khắp nơi, hầu như mỗi ngày đều phải trốn chui trốn nhủi, né tránh đuổi giết. Đám huyết sát bọn hắn, trước kia cũng không có nhầm vào cực đạo. Kết quả hiện tại đều bất ngờ, đối phương trực tiếp đuổi giết huyết sát bọn hắn. Chuyện đáng sợ hơn chính là, cực đạo rất mạnh, có thể giết chết huyết sát triệt để, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Đại chiến bùng nổ, thậm chí sở bình phàm gặp phải mấy gã huyết sát vây giết, mấy lần gặp phải nguy hiểm chí mạng. Thực lực Đồ Vương đạo quá mạnh mẽ, tất cả cường giả huyết sát đỉnh cấp đều tập trung cùng một chỗ, mong muốn hội tụ lực lượng huyết sát, tiêu diệt Đồ Vương đạo. Đại chiến kịch liệt dị thường, đặc tính bá đạo của huyết sát giờ khắc này cũng bày ra. Tổng cộng 20 gã huyết sát, tạo thành một đại trận, huyết sát đầy trời, khu vực đại chiến, chỉ nhìn thấy một màu đỏ ngòm. Huyết sát giống như biển rộng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Một gã huyết sát có tu vi mạnh nhất, thực lực đã tiếp cận đạo cảnh 11 quan. Theo lý mà nói, đồ vương đạo có tu vi đạo cảnh 13 quan, muốn tiêu diệt đạo cảnh 12 quan trở về, là cực kỳ dễ dàng. Kết quả, gặp phải vây công, vậy mà hắn lại cảm nhận được lực lượng trói buộc quỷ dị của huyết sát, giống như cả người bị chìm vào trong biển, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đại chiến vẫn tiếp diễn không ngừng, đám người vây xem đều khiếp sợ, thật không ngờ huyết sát lại khủng bố như vậy. Bọn hắn đã xem thường huyết sát, một ít cường giả nhân tộc, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, huyết sát âm thầm phát triển mạnh mẽ, tất nhiên có mưu đồ không nhỏ, cần phải đề phòng. Đồ vương đạo bị vây khốn bên trong đại trận huyết sát, sở bình phàm cũng gặp tình huống tương tự. Vì muốn giết hai vị cực đạo, huyết sát gần như bày ra toàn bộ thực lực. Sở huyền vẫn đứng nhìn, nội tình huyết sát rất sâu, vẫn nằm trong dự tính của hắn. Ngoại trừ huyết sát có thân phận đặc thù, còn có cường giả cổ ma đứng sau thao túng. Công pháp bọn hắn tu luyện, đều là bí pháp cường đại của cổ ma, nhất là đại trận liên hợp này quả thực có uy lực khủng bố, có thể vượt cấp giết địch, tam tộc đã từng xưng bá tại cửu vực, tất nhiên phải có nguyên do trong đó. Đương nhiên, huyết sát có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy, không thể tách rời thân phận bộ tộc ứng kiếp của bọn hắn. Sở huyền không có can thiệp, chẳng qua chỉ yên lặng quan sát, xem như đây là một lần rèn luyện, nếu giết chết huyết sát, bất luận là sở bình phàm hay đồ vương đạo, thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Ở bên trong cửu vực, bất luận là mưu đồ gì, bất luận bố cục gì, đều không thể thoát khỏi bàn tay của sở huyền. Địa bàn này do ta làm chủ, giết chết huyết sát, phá hủy bố cục của cường giả cổ ma, chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Huyết sát Bắc Châu Tây Vực là mục tiêu tiếp theo, còn tòa chiến trường cổ liên thông với ma niệm chính là mục tiêu cuối cùng. Phượng không đã lên đường tiến về Bắc Châu Tây Vực, mục tiêu thứ hai này thì giao cho Phượng không hoàn thành. Về phần tại sao lại là Phượng không, đơn giản vì Ngọc Tinh Cung đang nằm trong tay hắn. Sở Huyền quyết định thử một chút, có thể dẫn phát mâu thuẫn giữa trí thánh tiên tộc trong Ngọc Tinh Cung cùng gia hỏa ma tộc kia hay không. Huyết sát quả thực rất khủng bố, đồ vương đạo bị nhốt vài ngày. Huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, hình thành lĩnh vực huyết sát, tựa hồ càng ngày càng mạnh, ngay cả sự tồn tại của đồ vương đạo cũng không cảm ứng được. Tựa hồ sát ý kinh khủng kia cũng bị lấn át, đám cường giả mấy tộc khác đang quan sát, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cái tên điên đồ vương đạo này chết chắc rồi. chương 645 diễn một vở kịch, sở bình phàm cũng bị vây khốn bên trong huyết sát. Không ít người đều âm thầm cảm thấy đáng tiếc, cử vực chỉ có hai vị cực đạo, chỉ sợ phải vẫn lạc. Không biết là lần này, cực đạo có biến mất triệt để hay không? Sở huyền vẫn đứng nhìn, không có can thiệp, thậm chí chủ động che giấu khí thức của hai người sở bình phàm cùng đồ vương đạo. Ngay cả những người chuẩn bị cứu viện sở bình phàm Đinh Việt cùng vương lạc, đều bị sở huyền ngăn cản. Bất luận là đồ vương đạo, hoặc là sở bình phàm, cũng không tồn tại nguy hiểm nhìn thì giống như đang lâm vào tuyệt cảnh nhưng mà đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi sở huyền muốn làm một phép thử diễn thử một vở kịch cực đạo lâm vào nguy cơ biến mất sẽ có người ra tay bảo vệ cực đạo hay không cửu vực thuộc về thiên đạo chính là địa bàn của sở huyền hắn có thể nhìn thấy tất cả bất quá bên ngoài cửu vực hay hoang cổ sơ địa vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa biết nhất là khai đạo giả ở trong thiên tri vực có phải bên trong có cường giả đang ẩn núp đám người hồng nguyên sơ thực lực trong hàng ngũ khai đạo giả cũng không tính là quá mạnh, dù sao bọn hắn gần đây mới vừa tấn cấp lên khai đạo cảnh. Trong tay cũng không có nhiều trí bảo, nếu như khai đạo giả có một vài kiện trí bảo, hoặc có thủ đoạn đặc thù, đúng là có thể ẩn nấp. Cho dù dùng một đạo phân thân hàng lâm xuống cửu vực, cũng có thể né tránh cảm giác của đám người hồng nguyên sơ. Thậm chí nói không chừng trong hoang cổ sơ địa có tồn tại một ít hậu chiêu của vài gia hỏa, cho dù cấp bậc chỉ là đạo cảnh, muốn tránh thoát đám người hồng nguyên sơ, âm thầm tiến vào cửu vực cũng chưa chắc là không thể. Ví dụ như cơ gia, Hồng Nguyên Sơ cũng không hiểu rõ cơ gia, chỉ biết là cơ gia là có đạo cảnh, không có khai đạo giả. Nhưng chưa chắc là không có, cổ nhân vương cơ gia, tất nhiên tổ tiên bọn hắn cũng là một trong những cường giả nhân tộc thời cổ. Mặc dù không phải thập tổ nhân tộc, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Đã từng ra tay che chở Hồng Nguyên Sơ, nghe đồn là con hắn là khai đạo giả, không biết đã đi nơi nào. Trước đó khai đạo giả ma tộc, đã đi nơi nào? Khai đạo giả yêu tộc đã đi đâu? Thậm chí, còn có một vài khai đạo giả của mấy tộc khác. Bọn hắn, cũng không sống trong cổ giới hỗn độn, cũng không thể vẫn một mực lưu lạc khắp hỗn độn. Nhất định là có mưu đồ, khả năng lớn nhất là muốn thoát khỏi khống chế của vài tồn tại, nhảy khỏi bàn cờ. Huyết sát ngày càng mãnh liệt, chiến trường cũng bắt đầu đông đặc. Bóng dáng của hai người đồ vương đạo cùng sở bình phàm, sớm đã biến mất, ngay mà một chút khí thức chiến đấu cũng không cảm ứng được không ít người đều cảm thán cực đạo đã xong đinh việt cùng vương lạc đều nghi hoặc đến tột cùng là sư tôn muốn làm gì chẳng lẽ là khảo nghiệm sở bình phàm nếu như sư tôn không để bọn hắn cứu việt hai người cũng chỉ có thể đứng đợi sở bình phàm không gặp nguy hiểm hiện tại toàn bộ cửu vực chỉ còn lại đồ vương đạo cùng sở bình phàm là cực đạo giả những người còn lại tu vi quá thấp cũng không thể xuất hiện cực đạo đang trong đại kiếp một khi cực đạo biến mất triệt đề như vậy một đoạn truyền thừa này có thể nói là gần như đứt đoạn tuy cực đạo hiếm thấy nhưng mà mỗi lần đại kiếp hàng lâm đều có bóng dáng cực đạo giả lộ diện vẫn chưa từng đứt đoạn triệt đề cho dù trước khi cực đạo giả vẫn lạc đều để lại truyền thừa cực đạo đồ vương đạo có để lại truyền thừa cực đạo ư khả năng cao là cái tên điên này sẽ không sở bình phàm thì càng không thể hắn còn rất trẻ làm sao có thể lưu lại truyền thừa cực đạo sở huyền yên lặng quan sát chỉ cần có một chút dị thường thì không thể thoát khỏi cảm ứng của Thiên đạo. Hắn phải thăm dò rõ ràng địch nhân ở bên ngoài địa bàn của mình. Nhất là Hoang Cổ Sơ Địa nằm cạnh bên, tuy là Pháp Tắc Thiên đạo đã thẩm thấu Hoang Cổ Sơ Địa, nhưng mà chỉ là khu vực biên giới, hơn nữa thẩm thấu vào lực lượng pháp tắc cực kỳ ít ỏi. Phần lớn đều bị đại đạo đồng hóa, tựa hồ Thiên đạo bị đại đạo xem là pháp tắc thiên địa cửu vực nên không được phép thẩm thấu vào Hoang Cổ Sơ Địa. Mắt thấy thời điểm Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm gần như vẫn lạc, thì đúng một khắc này sở huyền đã cảm nhận một tia dị thường từ trong hoang cổ sơ địa tiến vào cửu vực quả nhiên cực đạo luôn bị mọi người nhầm vào cửu hận kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng truyền thừa vẫn luôn không đứt đoạn chắc chắn phải có nguyên do tất nhiên là tồn tại người bảo hộ cực đạo một đạo ý niệm nhàn nhạt kia cực kỳ yếu ớt nếu không phải cửu vực là địa bàn của thiên đạo thì cho dù là khai đạo giả chỉ sợ cũng không dễ phát hiện ra dị thường sở huyền lần theo một đạo ý niệm này lặng lẽ dò xét xuống dưới lại không có kết quả, chỗ phát ra ý niệm tựa hồ là một khu vực hắc ám, không thể nào dò xét tiếp nữa, lúc Sở Huyền dò xét đạo ý niệm kia cũng đã phát hiện ra chút manh mối, chỉ để lại một tia ý niệm tại thế giới cửu vực sao? Nếu đã chết thì có lẽ ý niệm này còn sót lại, hoặc là người đã thoát khỏi cửu vực, trước đó đã lưu lại ý niệm. Sở Huyền không thể nào đoán được chính xác. Chương 646, Nguyên Sơ Đại Đạo 1, một tia ý niệm này cực kỳ đặc thù, là cường giả cực đạo chỗ ẩn núp ý niệm giống như lục bình không dễ không có nơi ký thác chỗ ẩn núp đó cũng không phải là người chỉ có một đạo ý niệm cũng không biết nó đã tồn tại bao lâu rồi có thể bảo tồn lâu như vậy đủ chứng tỏ được đối phương rất mạnh bất luận là lưu lại trước khi chết hoặc là tận lực lưu lại đều biểu hiện ra thực lượng đối phương rất khủng bố còn mạnh hơn so với sở huyền lúc này khai đạo trên vạn dặm tựa hồ ý niệm của đối phương có điểm gì đặc biệt mới có thể tồn tại thời gian dài như thế. Cho dù sở huyền khai đạo 3.000 dặm, cũng không có năng lực làm được như người kia. Chỉ có một đáp án, chính là đối phương khai đạo trên vạn dặm. Tổ tông cực đạo, trong lòng sở huyền thầm suy đoán, nếu đúng là tổ tông cực đạo, thì đây là ý niệm đối phương lưu lại trước khi chết, hoặc là đối phương giả chết thoát khỏi cửu vực, sau đó lưu lại ý niệm. Nếu như người này không phải tổ tông cực đạo, chẳng lẽ trong lịch sử nhân tộc, từng xuất hiện hai vị cường giả cực đạo ư? Một tia ý niệm này xuất hiện, cũng không phải thực sự muốn cứu Sở Bình Phàm cùng Đồ Vương Đạo, mà là đang lưu lại một chỗ bí địa cất giấu truyền thừa cực đạo. Hiển nhiên người kia cũng rõ ràng, nếu cực đạo biến mất triệt để trong đại kiếp, thì chắc chắn truyền thừa sẽ đứt đoạn. Bởi vậy, hắn lưu lại một chỗ bí cảnh cực đạo. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau khi Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm chết đi, rất nhanh sẽ có thiên kiêu tiến vào chỗ bí cảnh cực đạo này, đạt được truyền thừa cực đạo. Có thể quật khởi nhanh chóng trong đại kiếp bày ra uy thế cực đạo thêm lần nữa. Có chút thú vị, cuối cùng Sở Huyền cũng hiểu ra vì sao cực đạo vẫn luôn bất diệt. Lúc trước Đồ Vương Đạo giành được truyền thừa cực đạo, đến tột cùng là do vị này lưu lại, hoặc là cường giả cực đạo khác lưu lại. Khả năng rất cao là không phải vị này lưu lại, nếu không, Đồ Vương Đạo cũng không tu luyện nhầm đường. Người lưu lại truyền thừa cho Đồ Vương Đạo, chắn chắn thực lực không bằng hắn hiện tại. Chính bởi vì như thế, Đồ Vương Đạo mới có thể giết chóc điên cuồng, đi vào ngõ cụt Cực đạo rất đặc thù, cũng không phải là một loại công pháp truyền thừa, người tu luyện cực đạo, có thể là kiếm chi cực đạo, sát chi cực đạo, các loại phương pháp cực đạo, đều quyết định bởi thiên phú của người tu luyện, không nằm trên công pháp. Ví dụ như Sở Bình phàm là đao chi cực đạo, Đồ Vương đạo là sát chi cực đạo, nếu như lưu lại truyền thừa, người đạt được truyền thừa, chưa chắc sẽ đi lên đao chi cực đạo hoặc sát chi cực đạo. Nói không chừng đi lên nhục thân cực đạo, hoặc là một loại cực đạo khác. Đây chính là điểm khác thường của cực đạo ngay từ lúc bắt đầu tu luyện chính là một đạo chứ không phải tu theo công pháp truyền thừa được lưu lại cũng là phương pháp để bước lên một loại cực đạo chứ không phải là một bộ công pháp cực đạo của sở bình phàm đến từ hệ thống không giống với truyền thừa cực đạo khác cộng thêm thiên phú của sở bình phàm bởi vậy nên cực đạo của hắn càng thêm tinh thuần một tia ý niệm kia sau khi lưu lại truyền thừa tựa hồ hơi do dự một chút không biết có nên ra tay cứu người người mà hắn muốn cứu tự nhiên là sở bình phàm Bất luận như thế nào, Sở Bình Phàm càng thiên phú cùng tiềm lực lớn hơn. Cuối cùng, ý niệm từ bỏ cứu người, có lẽ là sợ bị phát hiện, tia ý niệm này rút về hoang cổ sơ địa, biến mất vào trong khoảng không hắc ám. Nếu như đã thăm dò được đầu mối, hai người Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm cũng liền tiếp tục chịu khổ nữa. Ầm, uhm, sát phạt chi đạo bốc lên tận trời xanh, ngay lập tức chấn nát huyết sát, Đồ Vương đạo vừa thoát cảnh vây khốn, đã vung đao chém giết huyết sát. Đao quang chói mắt lướt ngang thiên địa, chém nát huyết sát, Sở Bình Phàm cũng giết ra một đường, thoát khỏi vòng vây. Huyết sát thảm bại, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rõ ràng là đồ vương đạo cùng Sở Bình Phàm sắp bỏ mạng, kết quả tình thế lại có thể đảo ngược nhanh như vậy. Hơn nữa, tựa hồ khí thế của hai người này càng ngày càng mạnh lên, tựa hồ chuẩn bị đột phá. Huyết sát bắt đầu tháo chạy, dựa vào đặc tính của huyết sát, một khi để bọn chúng chạy trốn thì rất khó truy theo dấu vết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều cường giả không có tận lực vây quét huyết sát, quá khó tiêu diệt, chỉ biết lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ qua khá nhiều cơ duyên cùng bảo địa. Bất quá, lần này người muốn tiêu diệt huyết sát chính là Sở Huyền, mặc kệ huyết sát khó nhằn như thế nào, cũng không thể thoát khỏi kết cục tiêu diệt. Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm bắt đầu đuổi giết huyết sát. Lúc này Phượng Không cũng đã đến Tây vực, muốn tiêu diệt huyết sát tận gốc, cần một chút thời gian, Sở Huyền rời ánh mắt. Chương 647, Nguyên Sơ Đại Đạo 2 nhìn về phía nguyên sơ đạo tinh đang lột xác nguyên sơ đạo tinh hóa thành đại đạo sơ sinh pháp tắc ngày càng hoàn thiện phần lớn là sao chép từ pháp tắc đại đạo cửu vực có một phần là pháp tắc thiên đạo còn dư một ít pháp tắc là do nguyên sơ đạo tinh tự mình sinh ra cũng là pháp tắc hạch tâm loại tình huống này giống như kế thừa pháp tắc đại đạo lại tham khảo pháp tắc thiên đạo cuối cùng tự tạo ra pháp tắc thuộc về chính mình pháp tắc hoàn thiện nguyên sơ đại đạo tiến vào giai đoạn lột xác cuối cùng dịch giả nguyên sơ đại đạo là đại đạo sơ sinh từ đoạn này tác giả lại gọi là nguyên sơ đại đạo có lẽ nó bắt nguồn từ nguyên sơ đạo tinh nguyên sơ đại đạo bắt đầu thu nhỏ lại hơn nữa hai đầu cong dần sở huyền hơi xứng sở đây là muốn làm gì kế tiếp thế mà nguyên sơ đại đạo lại biến thành một cái vòng đại đạo tri hoàn lông mày sở huyền hơi nhíu hóa thành một cái vòng tại sao lại biến thành một cái vòng hắn không nhịn được bắt đầu suy tư trong đầu dần nhớ lại lúc hắn lĩnh ngộ hỗn độn thủy kinh từng nhìn thấy một màn thế giới cửu vực được sinh ra từ lúc đại đạo được sinh ra xuyên qua hỗn độn sau đó mở ra thiên địa nguyên sơ đại đạo biến thành một cái vòng thế thì đại đạo cửu vực thì sao có đúng là xuyên qua hỗn độn lúc trước hắn nhìn thấy đại đạo xuyên qua hỗn độn là giai đoạn nó mới sinh ra hẳn là đại đạo cửu vực cũng là vòng tròn bao bọc thiên đạo cửu vực ở bên trong giống như một khối tinh cầu tinh cầu sở huyền đột nhiên sửng sốt trên bầu trời cửu vực, có thể nhìn thấy một ít tồn tại giống như tinh thần. Tinh thần, ngôi sao, những tinh thần kia là thứ gì? Đây là do đại đạo diễn hóa ra tinh thần chi tượng. Tinh thần chi tượng, hiện tượng sao trời, hoặc là bên ngoài cửu vực có một mảnh tinh không. Tinh không thuộc về thế giới cửu vực, cũng nằm trong đại đạo cửu vực. Từ khi nguyên sơ đại đạo hóa thành một cái vòng, bỗng nhiên sở huyền phát hiện ra một chuyện, kỳ thật hiểu biết của hắn đối với cửu vực vẫn rất ít. Nhìn thì giống như biết được rất nhiều bí mật, nhưng mà kỳ thật vẫn tồn tại rất nhiều điểm mù kiến thức bầu trời tinh thần cửu vực đến tột cùng là thứ gì là từng khỏa tinh cầu ư trên những tinh cầu này có tồn tại sinh linh hay không nói một cách chính xác đó là có tồn tại cường giả hay không những khai đạo giả đã biến mất kia có phải đang ẩn cư bên trong những tinh thần kia không sở huyền đột nhiên cảm thấy rất tò mò muốn tiến vào bầu trời cửu vực dò xét những khối tinh thần kia đến tột cùng chỉ là ảo ảnh hay là tinh thần thật sự kế tiếp sở huyền mới kịp phản ứng, không thể tò mò, không thể có suy nghĩ ra ngoài, nhất định là cầu hệ thống muốn dụ mình ra ngoài, muốn phá hư đạo tâm của mình, đang thử dò xét ý niệm trẻ của mình. sở huyền âm thầm chửi cha mắng mẹ hệ thống, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ đối với tinh thần trên bầu trời cử vực. hắn lại không thể hỏi ai, ngộ nhớ đây là kiến thức phổ thông, bản thân mình là siêu cấp đại lão, vậy mà lại không biết chút gì, chẳng phải trở thành trò cười hay sao? nguyên sơ đại đạo hóa thành một cái vòng. Sở Huyền tháo tay cầm lấy, đeo vào trên cổ tay, vừa khéo rất giống một cái vòng tay. Hắn liền gỡ đại đạo chi hoàn xuống, tiếp tục đặt kế bên tiểu thế giới cùng một chỗ với Thiên đạo phù. Làm thế nào uấn dưỡng cùng thăng cấp Nguyên Sơ Đạo Hoàn, tạm thời Sở Huyền cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể mặc cho nó tự phát triển. Nguyên Sơ Đạo Hoàn, Đại Đạo Chi Hoàn và Nguyên Sơ Đại Đạo là một nha các bạn, do tác giả thích đổi tên. Sở Huyền cũng ném luân hồi đại đạo tới bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Hoàn. Nguyện nhờ đại đạo chi lực trên thân nguyên sơ đạo hoàn, trợ giúp quẩn dưỡng tăng cấp. Cấu trúc luân hồi vẫn còn kém một điểm, sở huyền nhìn thoáng qua thế cục cửu vực, tiếp tục chạy trong tiểu viện, bắt đầu khai đạo. Đại đạo chi lực ngưng tụ thành một người, cầm hỗn độn khai đạo phủ trong tay, đang không ngừng khai đạo, thỉnh thoảng hỗn độn sơn sẽ nền trên đại đạo giúp nó vững chắc. Không có trí bảo như hỗn độn tử quang, cho dù có cầm hỗn độn khai đạo phủ trong tay, thì tốc độ khai đạo vẫn rất chạm chạp. Đến nay, cũng chỉ mở thêm được 100 mét mà thôi. Khoảng cách khai đạo vạn giảm, không biết chờ tới khi nào. Sở huyền chỉ có thể mong đợi, hệ thống sẽ ban thưởng cho hắn bảo vật trợ giúp khai đạo. Tu vi hiện giờ của hắn, đám đệ tử rất khó kích hoạt phần thưởng hệ thống. Kỳ hạn 61 năm cũng không xa, sở huyền đang mong đợi, hệ thống có thể ban thưởng thứ gì hữu dụng. Hiện tại phần thưởng mỗi ngày không có trợ giúp nhiều với khai đạo cảnh, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng mấy khối ngọc thạch hóa đạo, ngược lại cũng có chút hiệu quả có tác dụng củng cố đại đạo, ngọc thạch hóa đạo, chính là bảo vật khó cầu đối với khai đạo giả khác. Sở Huyền cũng không xem trọng mấy thứ này, mỗi lần hệ thống sẽ ban thưởng một khối, tần suất nhiều như thế, có thể thấy được thứ này không hiếm lạ. Chương 648, kích đấu, sau khi nguyên sơ đạo tinh hoàn thành giai đoạn lột xác, hai người sở nhất cùng sở nhị liền tiến vào một vòng lột xác mới. Lần này nếu hoàn thành lột xác, thực lực sẽ gia tăng một mảng lớn. Có lẽ tăng lên tới đạo cảnh 15 quan trở lên tạm thời không thể đạt tới đạo cảnh 20 quan. Theo nguyên sơ đại đạo tăng lên, thực lực của sở nhất cùng sở nhị cũng sẽ tăng lên, sẽ là người nhanh nhất dưới chướng sở huyền đột phá khai đạo cảnh. Thực lực hai vị Phật thì cũng tăng lên không chậm, nhất là khi Phật chi đạo được đề thăng, thì thực lực Phật thị cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu muốn đột phá khai đạo cảnh, cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì Phật chi đạo không thể bằng đại đạo, sở huyền vừa trạch vừa khai đạo, mà kể cử vực có biến hóa thế nào, mà kể có bao nhiêu người bố cục, nếu như không tiến vào cửu vực, thì không có khả năng quấy nhiễu đến hắn. Ba tháng sau, Tu Vi Sở Bình Phàm đã đột phá đến đạo cảnh bốn quan, hơn nữa còn giết sạch đám huyết sát đang truy đuổi. Đồ vương đạo cũng thừa thắng sông lên, đạo cảnh 14 quan. Thực lực tăng lên cực nhanh, khiến cho không ít người sợ hãi. Nên biết rằng, gần đây đồ vương đạo vừa đột phá đạo cảnh 10-13 quan. Sát chi cực đạo, đúng là khủng bố như thế. Dựa vào giết chóc để đột phá. Cùng lúc đó, phượng không dựa theo sắp xếp của sở huyền tiến vào bắc châu tây vực ngọc tinh cung tản mát ra ánh sáng mịt mờ tiên khí lượn lờ trên người phượng không cũng rất có khí chất xuất trần bắc châu tây vực tồn tại không ít huyết sát thực lực tương đối yếu kém nhưng mà số lượng lại rất nhiều phượng không vừa ra tay đã diệt sạch toàn bộ huyết sát những nơi ngọc tinh cung đi qua huyết sát nơi đó đều hóa thành cho bụi đến cuối cùng huyết sát ở bắc châu tây vực đã biến mất đứng trước một chiến trường cổ tràn đầy hắc ám Phượng không liền dừng chân, chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ của hắn là kết thúc tại đây, Ngọc Tinh Cung liền biến lớn, tựa như một tòa cung điện trong suốt, lơ lưỡng ở bên ngoài chiến trường cổ, Phượng không ngồi xếp bằng, tu luyên bên trong Ngọc Tinh Cung. Đồ vương đạo đã lộ diện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Tình có Phượng không tâm chút phức tạp, hắn không biết đến tột cùng bản thân làm cách nào đối mặt với đồ vương đạo. Trước đây, quan hệ giữa hắn và đồ vương đạo cũng khá tốt, đã từng gặp mặt vài lần, cũng đã từng cũng nhau giết địch trên chiến trường. Có thể miễn cưỡng xem là chiến hữu, chẳng qua là, sau này tính tình đồ vương đạo biến đổi, tựa hồ sau khi hắn trở thành cực đạo giả, thì xuất hiện biến hóa. Từ lúc nào đồ vương đạo trở thành cực đạo giả, Phượng không cũng không rõ. Sau trận chiến ấy, hắn cảm giác mình nên có trách nhiệm, cho nên dùng hết toàn lực ngăn cản đồ vương đạo tiếp tục tàn sát cường giả. Để tránh cho nhân tộc bị tổn thương nguyên khí, tạo cơ hội cho ngoại tộc. Kết quả, hắn đã thất bại, cũng trở thành nhân vương có kết cục thảm nhất trong tất cả các đời. Cực đạo bất sung tại cửu vực, bị tất cả mọi người nhầm vào, hiện tại Phượng không đã hiểu rõ tình cảnh của đồ vương đạo lúc trước, cùng với lý do hắn tàn sát cường giả. Lúc này bên trong chiến trường cổ, có một đạo ý niệm đang chấn động bắt nguồn từ gian nhà đá, đang bộc phát phẫn nộ. Chính mình vất vả bồi dưỡng huyết sát, hiện tại bị diệt sạch không còn manh giáp. Bắc Châu Tây vực đã thất thủ, tia ý niệm này tiến vào biên giới chiến trường cổ, Lúc nhìn thấy tòa Ngọc Tinh Cung kia, hắn cực kỳ phẫn nộ. Nguyên lão Ngụy, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta. Lực lượng tia ý niệm này chấn động hư không, Phượng Không cũng nghe thấy, hắn không nói gì, vẫn đứng ở Ngọc Tinh Cung, chẳng qua chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Không thể gây tổn thương cho mình, chẳng qua là trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, Tôn Thượng đang sắp đặt chuyện gì sao? Tựa hồ đang nhằm vào những tồn tại không biết này. Tốt, rất tốt, ý niệm kia nổi giận, sau đó rút về bên trong chiến trường cổ. Đã không có vật dẫn, ý niệm của hắn không thể bại lộ trong cửu vực, nếu không sẽ bị đại đạo bài xích. Cổ giới hỗn độn, bên trong một ngọn núi, phát ra tiếng gầm giận dữ của thiên ma liệt, chấn động khắp bốn phương. Nguyên lão ngụy, ta với người không đội trời chung, một đạo thân ảnh khủng bố rời khỏi ngọn núi lớn, bay về phía xa. Xung quanh xuất hiện vô số cường giả nhú đầu ra khỏi hang, nhíu mày liếc nhìn thiên ma liệt rời đi, trong lòng bọn hắn rất kinh ngạc hai vị cường giả tiên ma, chuẩn bị khai chiến hay sao? Vị kia ở trên Nguyên Sơn, cùng với thiên ma liệt là kẻ thù từ xưa, vẫn luôn tranh đấu từ cửu vực kéo đến cổ giới hỗn độn. Gần 10 vạn năm qua, tựa hồ vì mưu đồ cửu vực, cho nên hai bên không có tái chiến lần nào. Trước đó có một lần, Nguyên Sơn lão tổ hùng hổ mà đến. Lần này, tựa hồ thiên ma liệt càng thêm phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể là tranh đấu ở cửu vực. Trong số chư vị ở đây, có ai bố cục ở cửu vực hay không? chưa chạm đến một bước kia, có tư cách bố cục ư. chương 649, Thiên địa Hà Quang 1, tất cả chúng ta khi biến hình đều sẽ biến thành nhân hình, cho dù đã rời khỏi cửu vực, cũng bị như thế, đây là tại sao? Bí mật lớn như thế, là thứ chúng ta có thể biết được sao? Nhân tộc tùy yếu mà bất diệt, cực kỳ ngoan cường, đã xuống dốc biết bao lần, đều lần lượt quật khởi, chắc chắn phải có nguyên do. Là hỗn độn chiếu cố nhân tộc sao? Một đám cường giả, cùng nhau tụ tập bàn tán. Mà đúng lúc này, phía xa truyền đến chấn động, tựa hồ đang có người chiến đấu. Chỗ đó là vị trí Nguyên Sơn, trong nháy mắt, một đám cường giả đều biến mất, bọn hắn đều rất kinh ngạc, vậy mà thật sự đánh nhau rồi. Bất luận là Thiên Ma Liệt, hoặc là Nguyên Sơn lão tổ, đều thuộc về tồn tại đỉnh phong trong cổ giới hỗn độn. Tại một chỗ trong cổ giới hỗn độn, có một ngọn núi tương đối thấp bé, phát ra ánh sáng lờ mờ, giống như ánh bình minh vừa ló dạng. Một bóng người hiện ra trên đỉnh núi nhìn về vị trí Nguyên Sơn, trên mặt lộ vẻ suy tư. Ngọn núi này tên gọi là Phi Hà Sơn, là đạo tràng của Phi Hà Lão Tổ, hắn là một trong mấy vị trí thánh của tiên tộc. Ở trong cổ giới hỗn độn, hắn cũng không được tính là trí cường giả, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Huống chi, hắn là tiên tộc, tiên tộc tại cổ giới hỗn độn, chính là cường tộc đứng đầu. Phi Hà Lão Tổ nhíu mày. Mâu thuẫn giữa Nguyên Sơn cùng Thiên Ma Liệt đột nhiên trở nên gay gắt, tựa hồ có quan hệ tới cử vực chẳng lẽ hai bên tự phá hỏng bố cục của nhau thời cơ chưa tới mà đi phá hoại lẫn nhau cũng không phải là hành động sáng suốt phi hà lão tổ không khỏi nhớ tới sở huyền vị tồn tại thần bí kia đã từng đi qua cửu vực tại sao hắn có thể tiến vào cửu vực chả lẽ bởi vì là sinh linh hỗn độn cổ xưa hơn nữa từ lúc cửu vực mở ra từng ở lại cửu vực cho nên lây nhiễm khí thức đại đạo cửu vực cộng với hắn từng du lịch hỗn độn nên không bị đạo kiếp ảnh hưởng và không bị đại đạo cửu vực bài xích đối phương từng nói đã rời khỏi cửu vực, tiếp tục du lịch hỗn độn. Là thật hay giả, phi hà lão tổ âm thầm suy tính, mặc kệ là thật hay giả, tạm thời hắn xem đối phương là hão hiếu, vậy là đủ rồi. Bảo trì quan hệ tốt đẹp, không chừng sẽ có lúc, cần đối phương trợ giúp. Hắn không có đi đến một bước kia, bởi vậy không cần suy tính tiến vào cửu vực, cũng không cần nghĩ biện pháp cắt đứt căn nguyên, tránh đi đạo kiếp đại đạo. Chuyện phi hà lão tổ cần làm, là tìm cách vượt qua đạo kiếp đại đạo. Nguyên Sơn lúc này nguyên sơn lão tổ hơi phiền muộn hắn đang nghĩ biện pháp bố cục tiếp ở cửu vực trong lòng nghẹn lấy một cục tức hắn nắm chắc tới chín thành người đứng sau phá hỏng bố cục của mình là thiên ma liệt kết quả thiên ma liệt đánh tới tận cửa còn vu oan cho hắn phá hư bố cục của đối phương bởi vì thiên ma liệt đã nhìn thấy trí bảo ngọc tinh cung của hắn nguyên sơn nghe xong thì tức điên bố cục ngọc tinh cung chỉ có một mình hắn biết rõ làm thế nào mà thiên ma liệt lại biết được hắn nhìn thấy ngọc tinh cung ở cửu vực Chuyện này là sao? Phá hư bố cục Ngọc Tinh cung của mình, không thể nghi ngờ chính là Thiên Ma Liệt. Hai người chỉ trích lẫn nhau, sau đó thì xông vào đánh đập tàn nhẫn. Bất luận là Nguyên Sơn lão tổ hay Thiên Ma Liệt, đều là cường giả đỉnh phong, đại chiến cùng một chỗ, khiến cho vô số thế lực, chủng tộc xung quanh đều run lẩy bẩy, sợ bị dư chấn ảnh hưởng. Trong cổ giới hỗn độn có không ít chủng tộc, cũng có không ít cường giả. Ở bất kỳ nơi nào, rốt cuộc cường giả chỉ chiếm số ít, đại đa số vẫn là kẻ yếu xung quanh nguyên sơn có không ít thế lực cùng chủng tộc nhỏ sinh sống đương nhiên có thể sinh tồn gần nguyên sơn đều là thế lực phụ thuộc tiên tộc nếu chiến đấu gần nguyên sơn không thể nghi ngờ chính là bất lợi đối với nguyên sơn cho dù nguyên sơn lão tổ không thèm để ý tới sống chết của bọn hắn đều là kẻ yếu mà thôi bất quá trong mắt hắn chỉ là sâu kiến có chết sạch cũng không tiếc bất quá nếu chết trong chiến đấu với thiên ma liệt vậy thì chứng tỏ mình bị thua thiệt dù sao cũng không thể bị tên chó chết thiên ma liệt này chiếm được lợi ích nguyên sơn lão tổ vừa mới giao thủ thân ảnh liền biến mất rời khỏi cổ giới hỗn độn thiên ma liệt cũng không làm khó chủng tộc gần nguyên sơn đuổi sát theo sau xem như hai bên đều hiểu ý thiên ma liệt hắn có thể lựa chọn đại chiến gần nguyên sơn ảnh hưởng đến vô số thế lực phụ thuộc nguyên sơn đồng dạng nguyên sơn lão tổ cũng có thể đại chiến gần thiên ma liệt sơn ảnh hưởng đến thế lực phụ thuộc hắn vẫn chưa tới thời điểm rạch mặt chém giết có chút chuyện vẫn nên tuân thủ sau khi nguyên sơn lão tổ cùng thiên ma liệt rời khỏi mấy thế lực cùng chủng tộc ở gần đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn rất sợ bị cuốn vào đại chiến. Bên ngoài cổ giới hỗn độn, trong hỗn độn tối tăm, bạo phát ra ánh sáng chói mắt, Nguyên Sơn lão tổ đang giao chiến cùng Thiên Ma Liệt. Phía xa có một vị cường giả đang đứng nhìn cuộc chiến. Trận chiến này như xua tan hắc ám trong hỗn độn, dường như bên trong ẩn chứa hai loại đạo, bao quanh khu vực chiến trường, tản mát ra khắp hỗn độn. Chương 650, Thiên Địa Hà Quang 2, những người đang quan sát trận chiến đều là cấp bậc khai đạo giả, cũng chỉ có khai đạo giả mới có tư cách quan sát. Đây là sức mạnh của khai đạo giả cửu vực ư, ta còn lâu mới là đối thủ, khai đạo vạn giảm, trong mắt những tồn tại này cũng chỉ là kẻ yếu. Trong đám người vây xem, có không ít người đều biến sắc. Khai đạo giả cửu vực, cường giả đứng đầu cổ giới hỗn độn, chính là khai đạo giả cửu vực, những chủng tộc được bảo hộ bởi tồn tại bực này, có thể xưng là cường tộc. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, Cổ giới hỗn độn vẫn chưa từng bộc phát chiến đấu bực này. Hiện tại, đại chiến giữa Nguyên Sơn lão tổ cùng Thiên Ma liệt đã khiến cho đám khai đạo giả hiểu ra một điều, kỳ thật bọn hắn vẫn là kẻ yếu. Dù là khai đạo vạn giảm, cũng là kẻ yếu. Khai đạo giả cửu vực quá cường đại, Nguyên Sơn lão tổ cùng Thiên Ma liệt là kẻ thù từ xưa, bắt đầu từ cửu vực cũng không biết đã giao đấu bao nhiêu lần. Thực lực hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, người này không thể làm gì được người kia. Cho dù là hiện tại vẫn là như thế, nhưng mà hai bên đều cho rằng, người kia đã phá hỏng mưu đồ của mình, vì muốn ngăn cản chính mình thắt đứt căn nguyên từ cửu vực. Đại chiến một hồi, vẫn không thấy thu tay, cứ đánh nhau tới tấp. Cửu vực, sở huyền đang vội vàng khai đạo, về phần đào hố cho chủ nhân Ngọc Tinh Cung, có thể thành công hay không hắn cũng không biết, cũng không quá để ý. Thành công cũng tốt, thất bại cũng được, sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn. Từ lúc huyết sát biến mất, khí vận cửu vực bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa tựa hồ toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một loại áp lực không rõ mặc dù thiên đạo đang ẩn núp cũng cảm nhận được cửu vực khác biệt pháp tác đại đạo bắt đầu hàng lâm ngoại trừ bắc vực ra thì thiên đạo đều ẩn mình ở những vực khác pháp tác đại đạo ban thưởng có nghĩa là đạo kiếp đại đạo sắp đến sở huyền phải mau chóng nâng cao tu vi đương nhiên đạo kiếp đại đạo vừa mới bắt đầu những người kia cũng không thể tiến vào cửu vực huống hồ đối phương cũng cần vượt qua đạo kiếp đại đạo Chiến trường cổ ở Bắc Châu Tây Vực, sở huyền không có ra tay triệt để cắt đứt ý niệm kia, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Đợi ma Phật thức tỉnh huyết mạch, lúc đối phương cảm thấy có thể hàng lâm, mới là thời cơ tốt nhất cắt đứt đạo ý niệm kia. Chưa thu được cơ duyên, mà cắt đứt thì được không bằng mất. Lạc Tân Bạch nhập kiếp, bắt đầu tìm kiếm tung tích đồ vương đạo để tính sổ. Tất nhiên đồ vương đạo phải trốn tránh, bởi vì hắn đánh không lại Lạc Tân Bạch. Đối phương từng là nhân vương, có thể thấy được thực lực rất mạnh tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất cùng giai, huống chi chỗ dựa của Lạc Tân Bạch cũng rất châu bò. Sư tôn của hắn là khai đạo giả Côn Hà, tuy là đồ vương đạo mặt đủ dày, gọi sở huyền là sư tôn, nhưng mà hắn biết rõ, chẳng qua chỉ có hắn tình nguyện mà thôi. Chỉ cần một ngày sở huyền chưa tỏ vẻ thu hắn làm môn hạ, hắn cũng không được xem là đệ tử chính thức. Cho dù là đệ tử ký danh cũng được, đại biểu rằng hắn đã chính thức có chỗ dựa. Nhưng mà, tính đến hiện tại, sở huyền cũng chưa có thu hắn tất nhiên là tân bạch sẽ không giết hắn nhưng mà đồ vương đạo cũng không phải đồ ngốc đương nhiên là hắn sẽ không lộ mặt để đối phương đánh bởi vậy có thể trốn thì trốn sở huyền không quan tâm đến ân oán của bọn hắn là tân bạch thân là nhân vương ra mặt vì hậu bối là phượng không là chuyện hợp tình lý một mạch nhân vương đều có quy củ này trong hoang cổ sơ địa rốt cuộc là có bao nhiêu vị đã từng là nhân vương nhân tộc sở huyền cũng không biết nhưng có thể đoán là không ít đương nhiên khẳng định sẽ có người đã chết theo pháp tắc đại đạo Hàng Lâm, những thiên kiêu giành được đại khí vận, tốc độ tu luyện đều tăng mạnh, càng dễ cảm ngộ đạo tắc hơn. Có một vài bảo địa ẩn chứa cơ duyên, đều lục tục xuất hiện. Có đủ loại quy tắc đào thải, cũng đủ loại phương thức giành được cơ duyên. Cho dù rất nhiều người chết đi, nhưng số lượng người quật khởi cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh linh đạo cảnh chết đi hơn trăm người. Đến tột cùng là toàn bộ cửu vực có bao nhiêu sinh linh đạo cảnh? Không có ai trả lời được, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn chết trên trăm người, cũng là con số cực kỳ khủng bố. Người nắm giữ Thiên Phú cùng khí vận hùng hậu sẽ càng ngày càng mạnh. Đám người đinh việt đều trong giai đoạn bộc phát, thực lực gia tăng cực nhanh, nằm trong số những thiên kiêu dẫn đầu. Cường giả đạo cảnh của Càn Thiên Cung cùng Thiên Nguyệt Lâu đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn ý thức được, sau này Hắc Nguyệt cùng Càn Minh sẽ là mối họa lớn. Một khi không thể bóp chết từ trong trứng nước, nếu chờ đối phương trưởng thành, chính là tai họa của Càn Thiên Cung cùng Thiên Nguyệt Lâu bên trong đại đạo hội, cũng lần lượt có người nhập kiếp. Sự thực là cơ duyên ở cửu vực quá dụ người, Lạc Tân Bạch một mực tìm kiếm tung tích đồ vương đạo, nhưng mà đồ vương đạo trốn rất kỹ, hắn chỉ có thể nín nhịn. Hơn nữa, thực lực đồ vương đạo gia tăng rất nhanh, Lạc Tân Bạch cũng cảm nhận được một ít áp lực. chương 651, Thiên Địa Hà Quang 3, nếu đồ vương đạo lại đột phá tiếp, xem như đã đuổi kịp hắn. Cho nên, hắn cũng muốn tranh đoạt khí vận, muốn tranh đoạt cơ duyên cử vực chỉ có hai cực đạo giả, nên hắn tận lực đi tìm sở bình phàm, thanh niên này còn thành thật hơn đổ vương đạo nhiều. Đối với cực đạo, cho tới bây giờ Lạc Tân Bạch cũng không ghét bỏ. Thậm chí còn muốn che chở cực đạo, thân là nhân vương, tự nhiên là hắn biết rõ, thiên kiêu nhân tộc đáng được quý trọng. Sau khi nhìn thấy sở bình phàm, hắn lại cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thanh niên này lại là người của sở tiền bối. Hẳn là, mấy tên yêu nghiệt ở cửu vực, đều là người của sở tiền bối. Đến tột cùng là Tiền Bối muốn ngưu đồ thứ gì? Đương nhiên, tồn tại cấp bậc kia không phải là thứ hắn có thể chạm tới. Từ lúc Lạc Tân Bạch ra mặt che chở Sở Bình Phàm, sau đó lại chém giết một vị cường giả nhân tộc đang đuổi giết Sở Bình Phàm, thì có không ít cường giả nhân tộc cũng lần lượt phối hợp. Giờ khắc này đã thể hiện ra uy thế Nhân Vương, so với Phượng Không, vị Nhân Vương Lạc Tân Bạch này có lực thu hút cùng với lực thống ngự mạnh hơn nhiều lắm. Lạc gia xuất hiện một vị thiên kiêu, đó là Lạc Thắng tên gọi kiếp này của tần doanh trong lòng lạc tân bạch rất vui mừng tận lực tìm kiếm tần doanh lúc đầu thì tần doanh cố ý lẩn tránh dù sao thì hắn cũng là người chuyển thế cũng may lạc tân bạch không hỏi nhiều chẳng qua là tỏ vẻ vui mừng có thể không vui mừng sao hậu nhân của mình dĩ nhiên lại là một trong số người làm việc cho sở tiền bối phượng không đứng ở bắc châu tây vực vẫn chưa rời đi sắc mặt của hắn có chút phức tạp lạc nhân vương nhập kiếp hơn nữa còn ra mặt giúp mình Hắn biết rõ truyền thừa Nhân Vương luôn giúp đỡ nhau, Nhân Vương đời trước ra mặt giúp hắn là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng hắn lại không cần, mỗi vị Nhân Vương đều có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Đồ Vương Đạo cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu là Đồ Vương Đạo là lão quái vật, lấy lớn hiếp nhỏ, Nhân Vương đời trước ra mặt giúp hắn thì cũng thôi đi. Xem như một chỗ dựa, nhưng mà Đồ Vương Đạo cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên Nhân Vương đời trước ra mặt giúp hắn chỉ có thể chứng minh Nhân vương thế hệ này của hắn có chút giả dối, không trấn áp được thiên kiêu nhân tộc cùng thời đại, đương nhiên, Phượng Không sẽ không trách Lạc Tân Bạch Sen vào chuyện của hắn, chẳng qua là trong lòng có chút vô lực, vị trí nhân vương của hắn có chút thảm. Vị nhân vương Lạc Tân Bạch này, có thể trấn áp thiên kiêu cùng thế hệ, một lần ra tay đã áp chế được ma tộc, yêu tộc không ngóc đầu lên được. Phượng Không lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, coi như mình gặp xui xẻo, lại xuất hiện một gã khốn khiếp như đồ vương đạo, thiếu chút nữa đã chết thật dưới tay hắn. Sở huyền núp ở tiểu viện khai đạo, đại đạo của hắn lại mở ra thêm mấy trăm mét, tốc độ bực này, nếu so với đám khai đạo giả khác mà nói, đã xem như thần tốc. Hắn cũng không thỏa mãn, khoảng cách khai đạo vạn dặm còn kém quá xa, huống chi, kỳ thật khai đạo vạn dặm cũng không phải là cường giả đỉnh phong. Khai đạo vạn dặm bất quá chỉ là vừa bước vào hàng ngũ cường giả trong khai đạo cảnh mà thôi. Kỳ hạn 61 năm đã đến, ký chủ núp lùm một chỗ, trạch vừa tròn 61 năm, Khai đạo hơn 3 ngàn dặm, sát nhập cử vực vào thiên đạo, ban thưởng thiên địa hà quang. Thiên địa hà quang, Sở Huyền liền ngó qua giới thiệu. Hiện tại hắn chỉ cần bảo vật trợ giúp khai đạo, ví dụ như hỗn độn tử quang, trực tiếp giúp hắn bước vào khai đạo cảnh, còn thích đạo ngàn dặm. Hôm nay khai đạo vững chắc, sau khi đã có trụ cột, nếu lại được ban thưởng một đoàn hỗn độn tử quang, chỉ sợ có thể thích đạo hơn ngàn dặm. Thiên địa hà quang, lúc thiên địa vừa mới thành lập, đây là đạo ánh sáng đầu tiên chiếu rọi khắp thiên địa có tác dụng tích đạo, tinh lọc tất cả hắc ám, dơ bẩn. Sở Huyền mừng hết lớn, bảo bối tốt, đạo ánh sáng đầu tiên chiếu dọi thiên địa, tuy là không bằng hỗn độn tử quang, nhưng cũng là trí bảo hiếm thấy. Sở Huyền cảm thấy có chút tiếc nuối, chính là hệ thống ban thưởng cho hắn không phải là một đạo thiên địa hà quang nguyên vẹn, chẳng qua chỉ có một đoàn mà thôi. Hắn nhận lấy phần thưởng, trong tay liền xuất hiện một tia sáng mờ ảo. Sở Huyền trực tiếp dùng nó để khai đạo, vì muốn duy trì thiên địa hà quang, Sở Huyền vừa khai đạo, vừa dùng hỗn độn chi khí tẩm bổ, làm chậm tốc độ tiêu hao của thiên địa hà quang. Bên trên đại đạo, có một đoàn ánh sáng đang chậm rãi lan tràn. Đại đạo chi lực hóa thành một người, trong tay cầm hỗn độn khai đạo phủ, đang liên tục mở đường. Đồng thời, bên trên đại đạo vừa được bổ ra, được trải lên một khối ngọc thạch hóa đạo, giúp nó củng cố vững chắc, tăng tốc độ mở đường. Đã có thiên địa hà quang hỗ trợ khai đạo, rốt cuộc tốc độ mở đường tăng lên rõ rệt. Hỗn độn chi khí tiêu hao khá nhiều, dù sao nó phải duy trì thiên địa hà quang, mỗi ngày đều phải tiêu hao một đoàn. Cho dù như thế, cũng không thể giảm bớt tốc độ tiêu hao của thiên địa hà quang, chẳng qua là có thể duy trì lâu hơn. Hỗn độn chi khí, tạm thời Sở Huyền vẫn còn có thể cung ứng. Hiện tại mỗi ngày hệ thống đều ban thưởng, không phải một đoàn hỗn độn chi khí, chính là ngọc thạch hóa đạo hoặc là vật khác. Tỷ lệ xuất hiện hỗn độn chi khí rất cao, Sở Huyền đã dự trữ không ít, đủ gánh vác thiên địa hà quang. Chương 652 hùng tâm tráng trí của thiên ma liệt một trong lúc sở huyền vẫn còn say mê khai đạo thì trận chiến trong hỗn độn rốt cuộc đã hạ màn nguyên sơn lão tổ cùng thiên ma liệt đều thu tay lại hai bên đều không chiếm được chút lợi nào ân oán còn kết sâu hơn bất luận là nguyên sơn lão tổ hay thiên ma liệt đều trở nên nóng nảy muốn nhanh chóng bố cục tại cửu vực tranh thủ sớm hơn đối phương một bước siêu thoát khỏi đại đạo chỉ có cắt đứt căn nguyên từ đại đạo cửu vực mới không bị đạo kiếp đại đạo ảnh hưởng tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Khai đạo giả cửu cực, đã là điểm cực hạn. Khai đạo giả cửu cực, khai đạo chín vạn dặm, một cực bằng một vạn dặm. Khó có thể tiến thêm một bước, bởi vì bị hạn chế từ đại đạo. Chỉ có thoát ly đại đạo, cắt đứt căn nguyên triệt để, mới có thể đi tiếp về phía trước. Nhưng nếu muốn thoát ly đại đạo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, người phải tiến vào cửu vực, sau đó là tiến vào đại đạo cửu vực, mới có thể có hy vọng nếu như ngay cả cửu vực còn không thể nào vào được thì còn nói gì tới thoát ly đại đạo bọn họ đều là tồn tại bị đại đạo bài xích không thể nào tiến vào cửu vực chỉ có thời điểm đạo kiếp đại đạo buông xuống mới có thể tìm được cơ hội ngắn ngủi để tiến vào cửu vực trong thời gian ngắn ngủi tiến vào cửu vực phải tìm được căn nguyên khai đạo để cắt đứt nó bởi vậy bọn hắn càng phải sớm bố cục tiến vào cửu vực cũng không phải lần nào cũng thành công thậm chí còn ẩn tàng nguy hiểm nhất định khai đạo giả cửu cực vì cắt đứt căn nguyên cùng đại đạo cửu vực mà dẫn đến bị cắn trả sau đó bị đại đạo chân áp mà bỏ mạng cũng không phải chỉ có một hai người cũng bởi vì như thế đã có tổng kết kinh nghiệm của người trước bọn hắn biết rõ cách tránh chạm phải cấm kỵ giảm bớt khả năng bị cắn trả thành ra tỷ lệ cắt đứt căn nguyên ngược lại cao hơn cho nên cần phải trải đường để tiến vào cửu vực thiên ma liệt quyết định hàng lâm ý niệm đến cửu vực bắt đầu làm quen với tình huống cửu vực lập ra kế hoạch hành động tiếp theo cho dù huyết sát đã tiêu vong hắn vẫn còn chuẩn bị khác ở sau những gia hỏa thuần hóa huyết mạch cổ ma chỉ là một trong những hậu chiêu đáng hận chính là ma tộc lớn như vậy thế mà lại diệt phong biến thành mấy con lừa chọc phật môn nhưng trong đó cũng có niềm vui bất ngờ thế mà trong cửu vực lại xuất hiện một người có huyết mạch phản tổ có khả năng chịu tải ý niệm của hắn hàng lâm cho dù những hậu chiêu này đều mất đi tác dụng thiên ma liệt vẫn còn có thủ đoạn cuối cùng kỳ thật thủ đoạn của hắn còn nhiều hơn so với Nguyên Sơn lão tổ. Bên trong Cửu vực vẫn còn ma tộc tạp huyết, đây là hậu chiêu lớn nhất của ma tộc, trong đó không thiếu ma tộc có tu vi khai đạo cảnh. Nguyên lão ngụy, để ta chống mắt lên xem ngươi lấy cái gì đấu với ta." Thiên Ma liệt cười lạnh một tiếng, Cửu vực, trong chiến trường cổ ở Bắc Châu Tây vực, truyền đến một tiếng hừ lạnh, mang theo ý tứ mỉa mai, tựa hồ đang cười nhạo Phượng Không không biết tự lượng sức mình. Phượng Không tiếp tục đứng trên Ngọc Tinh cung sở huyền không cho hắn rời khỏi cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này tu luyện ở bên trong ngọc tinh cung mặc kệ bên trong chiến trường cổ là tồn tại nguy hiểm bực nào hắn cũng không thèm để ý tự nhiên sẽ có tôn thượng lo liệu phật vực ma phật vừa trở về quân đoàn phật môn đã dần chiếm lấy những địa bàn mới càng ngày càng mở rộng phật vực hoàn thành công tác chiếm giữ bên trong phật vực tất nhiên cũng xuất hiện không ít bảo địa cũng có một vài chỗ đang ở trạng thái chưa mở ra cương giả phật tộc Bắt đầu xây dựng đại quân, chuẩn bị chiếm lấy toàn bộ Phật vực. Hiện tại cường giả đạo cảnh vẫn còn thiếu một ít, nhưng không sao, vẫn còn khá nhiều vương giả đã từng là ma tộc, đều biến thành đầu chọc. Trong tranh đấu Phật ma, nhìn thì giống như không giúp gì, kỳ thật bọn hắn đã mơ hồ thiên vị Phật tộc. Chuyện liên quan đến Phật vực, bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Dù sao thì hiện tại Phật vực chính là ma vực trước đó, theo lý phải thuộc về địa bàn ma tộc. Bọn hắn đã từng là cường giả ma tộc. Hôm nay trở thành cao tăng Phật môn, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Ma Phật đã chuẩn bị xong, những lời nói có thể thuyết phục bọn hắn. Phật giới vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, Phật đạo cao thâm mà chắc, Phật pháp vô biên, tin tưởng khi bọn họ đến Phật vực, sau khi tiến vào Phật giới sẽ triệt để quy y. Ma Phật tin tưởng 10 phần, đối với công việc độ hóa người, Ma Phật có kinh nghiệm rất phong phú. Liên huyết sát cũng bị hắn độ hóa, huống chi là cường giả ma tộc đã sinh ra chút Phật tính. Ma Phật ngồi ngay ngắn ở bên trên tòa sen, Phật quang bao phủ khắp hắn, đang giảng kinh cho đám Phật đồ. Bỗng nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện dị thường, huyết mạch đang sôi trào mãnh liệt. Ma Phật hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười, tiếp tục tụng niệm kinh văn. Sau khi giảng kinh xong hắn mới rời đi, tiến vào bên trong Tịnh thế Lưu Ly Tháp. Cho dù đã tiến vào Tịnh thế Lưu Ly Tháp, huyết mạch trong cơ thể vẫn đang cuộn trào, sinh ra một cỗ ma ý. Ma Phật đã không còn bình tĩnh như trước. Chương 653 hùng tâm tráng trí của thiên ma liệt hai hắn chắp hai tay trước ngực miệng tụng kinh văn từng đoàn ký hiệu phật quang hiện ra hắn muốn tinh lọc cùng trấn áp huyết mạch cổ ma đang thức tỉnh tịnh thế lưu ly tháp bên trên cũng hiện ra mở mịt phật quang nhưng vào lúc này bên tai ma phật truyền đến giọng nói của sở huyền không cần kháng cự cũng không cần ở bên trong tịnh thế lưu ly tháp tìm một chỗ chờ đợi huyết mạch thức tỉnh đây là cơ duyên của ngươi đợi sau khi huyết mạch thức tỉnh triệt để người muốn chuyển hóa nó thành Phật mạch cũng có thể, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Có người muốn tặng cơ duyên cho ngươi, hà tất phải từ chối. Ma Phật sướng sờ, có người tặng cơ duyên, hắn đã lờ mờ hiểu ra. Vâng, thưa sư tôn, trong lòng có chút hưng phấn, không biết là vị Phật sống nào, vậy mà lại tặng cho mình cơ duyên. Mặc kệ đối phương có mưu đồ gì, nếu như sư tôn đã cho phép mình tiếp nhận, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Có sư tôn bảo kê, còn sợ cái gì? Ma Phật rời khỏi tỉnh thế lưu ly tháp, tìm một chỗ khá yên tĩnh, sau khi bố trí vô số trận pháp, liền khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thức tỉnh huyết mạch. Theo huyết mạch được kích phát, trong cơ thể ma Phật mơ hồ có ma quang lập lòe, theo sự xuất hiện của ma quang, tất nhiên Phật lực trong cơ thể ma Phật sẽ bài xích. Hai luồng ánh sáng ma và Phật, ở trong cơ thể ma Phật đan xen vào nhau, một nửa là ma một nửa là Phật, tựa hồ bất phân thắng bại. Sở huyền vẫn đứng ngoài quan sát, Phật quang trong cơ thể ma Phật lại được kích phát, cảm giác như đang muốn ngăn chặn ma quang, tựa hồ muốn trấn áp huyết mạch của ma đang thức tỉnh. Phật quang vừa trấn áp ma quang, ngay sau đó ma quang liền tỏa ra, hơn nữa rất mãnh liệt, tựa hồ từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng vô hình đang kích phát huyết mạch của ma, muốn thuần hóa huyết mạch của ma Phật, trấn áp Phật quang. Nhưng mà ma quang vừa chiếm được thượng phong, Phật quang lại bắt đầu tỏa nhiệt, che lấp ma quang, muốn một lần trấn áp ma quang triệt để. Hơn nữa Phật quang bắt đầu thẩm thấu, tựa hồ muốn tinh lọc ma quang. Trên mặt ma Phật vẫn bình thản, chắp hai tay trước ngực, tùy ý để hai luồng lực lượng trong cơ thể đối kháng lẫn nhau, dường như không biết thống khổ là gì. Ma quang lại phản công, kết quả đều bị Phật quang đè xuống. Sau khi phản công ba lượt, đều bị Phật quang chân áp, tựa hồ ma quang đã tới cực hạn, không thể nào tăng cường thêm nữa. Cũng không thể nào tiến thêm một bước cuối cùng, thuần hóa huyết mạch. Ma Phật đột nhiên mở to hai mắt, mở miệng nói, sư tôn, trong cõi hư vô có một giọng nói, dẫn dắt đệ tử tiến về bắc châu tây vực người đi đi vâng thưa sư tôn ma phật đứng dậy hóa thành một đạo phật quang rồi biến mất nơi chân trời đang bay về bắc châu tây vực tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của sở huyền nếu đối phương muốn tặng một phần đại lễ tăng cường huyết mạch cùng thực lực của ma phật đồng thời chấn áp phật quang thì phải tới gần chiến trường cổ mới được nếu không chỉ dựa vào một chút liên hệ huyết mạch này thì thực lực đối phương có mạnh tới đâu cũng không thể nào đưa tới cơ duyên nhiều hơn Nguyên nhân sở huyền kích phát Phật quang trấn áp huyết mạch cổ ma, không phải là vì muốn bức ép đối phương, dẫn ma Phật tới Bắc Châu Tây Vực, cống nạp càng nhiều cơ duyên hơn sao. Sở huyền lại ra lệnh cho Phượng không rời khỏi, phải chưa ra khoảng trống, để đối phương không tiếp tục đề phòng Phượng không quấy rối. Ma Phật đi tới Bắc Châu Tây Vực, đứng trước chiến trường cổ. Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn không tiến vào chiến trường cổ. Chiến trường cổ này chính là một kiện bảo vật, nếu tiến vào bên trong, dễ dàng xuất hiện một vài tình huống bất ngờ. Sở Huyền cũng không thể cam đoan, ở bên trong chiến trường cổ có thể âm thầm phá hư bố cục của đối phương, dẫn dắt đối phương liên tục gia tăng lực lượng chuyển tới đây. Chiến trường cổ kia dù sao cũng là bảo vật của đối phương. Rất dễ nhận biết dị động ở bên trong, có khả năng đối phương sẽ phát hiện ra thiên đạo. Chính bởi vì như thế, Sở Huyền mới không cho ma Phật tiến vào. Mặc dù không tiến vào chiến trường cổ, nhưng hai bên chỉ cách nhau chưa tới trăm mét. Sau khi ma Phật khoanh chân ngồi xuống, ma quang trên người lập tức tăng vọt, huyết mạch được kích phát, dường như có một cổ lực lượng huyết mạch dũng mãnh phóng thẳng lên trời. Thậm chí đã đưa tới pháp tắc đại đạo hàng lâm, tựa hồ muốn chân áp cỗ lực lượng huyết mạch này xuống. Bất quá bỗng nhiên pháp tắc đại đạo biến mất, không có chân áp, cũng không có bài xích, huyết mạch cổ ma của ma Phật đã kích phát hơn phân nửa, hơn nữa huyết mạch có độ tinh thuần khá cao, dù sao cũng là sinh linh cửu vực, có ấn ký đại đạo, cho nên cũng không bị đại đạo bài xích. Huống hồ, hắn là đại uy thượng Phật của Phật vực, gánh chịu khí vận Phật môn. Còn là đại đạo khí vận giả, đủ loại yếu tố gia trì lên người, cho dù hắn mang huyết mạch của ma, cũng sẽ không lọt vào bài xích hay chân áp bởi đại đạo. chương 654, Hùng tâm tráng trí của Thiên Ma Liệt Ba, trong lòng Thiên Ma Liệt mừng thầm, huyết mạch ma tộc tinh thuần thế này, lại không bị đại đạo bài xích và chân áp. Một khi mình hàng lâm trên bộ thân thể này, sau đó luyện hóa thần hồn của đối phương thì xem như có được một cỗ phân thân. Như vậy là có thể tự do đi lại khắp cửu vực, sớm tìm ra căn nguyên đại đạo của mình, chờ đợi thời cơ chín muồi, ra tay cắt đứt căn nguyên đại đạo. Tựa hồ mỗi khai đạo giả đều biết vị trí đạo của mình ở nơi nào. Nhưng mà chỗ bọn hắn khai đạo cũng không phải là căn nguyên đại đạo. Căn nguyên đại đạo chân chính là một chỗ rất thần bí, cần phải bỏ thời gian tìm hiểu căn nguyên thuộc về mình. Nếu muốn cảm giác được vị trí căn nguyên đại đạo, yêu cầu thấp nhất cũng phải là khai đạo vạn dặm. Khai đạo chưa đủ vạn dặm thì không thể nào cảm ứng được. Ngay khi thiên ma liệt vui mừng hớn hở, chuẩn bị tiến thêm một bước kích phát huyết mạch ma Phật để thuần hóa huyết mạch của hắn. Đồng thời lúc lực lượng rót vào trong cơ thể, sẽ giúp cho tu vi tăng lên, đạo tắc cũng được rèn luyện và lột xác nhanh chóng. Đợi đến lúc ý niệm của mình hàng lâm, sau đó hóa thành phân thân, thì thực lực của cỗ phân thân này cũng không yếu trong hàng ngũ đạo cảnh. Thậm chí, có thể dùng cỗ phân thân này bước vào khai đạo cảnh ánh mắt thiên ma liệt lập lòe trong đầu dần dần vạch ra một kế hoạch cũng không cần thiết phải chặt đứt căn nguyên đại đạo nếu như chuyển rời căn nguyên đại đạo lên cỗ phân thân này thì sao có được hay không người này chính là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên phú mạnh đến mức đáng sợ khí vận cũng cực kỳ hùng hậu không cần tiêu diệt thần hồn chỉ cần sửa đổi ý thức dung nhập ý niệm của mình vào trong lấy ý niệm của mình làm chủ ý thức trở thành một cỗ phân thân đặc biệt có thể tồn tại độc lập dùng căn nguyên khai đạo của mình trợ giúp cỗ phân thân này khai đạo, sau đó lại rời căn nguyên khai đạo của mình lên trên cỗ phân thân này. Kể từ đó, mình sẽ có một cỗ phân thân tại cửu vực. Mà bản tôn của mình, có thể thoát khỏi căn nguyên đại đạo cửu vực, có thể đột phá gông xiềng, tiến thêm một bước. Cửu vực chính là thế giới đầu tiên do hỗn độn sinh ra. Mang ý nghĩa cực kỳ đặc thù, một vài tồn tại, vẫn luôn muốn ngưu đồ cửu vực, chỉ là trước sau vẫn không thể thành công. Có thể thấy được chỗ đặc thù cùng cường đại của cửu vực. Nghe đồn rằng, tựa hồ cửu vực cất dấu bí mật siêu thoát hỗn độn. Bất kể như thế nào, lưu một cỗ phân thân độc lập tại cử vực, tuyệt đối chỉ có lợi. Thiên ma liệt nghĩ như vậy, liền thay đổi ý tưởng ban đầu. Trong tay xuất hiện một lá cây màu xám rất đặc biệt, phía trên lờ mờ xuất hiện hoa văn tinh tế, giống như pháp tắc đại đạo. Hơn nữa còn tản mát ra lực lượng pháp tắc đại đạo. Lá cây này, chính là trí bảo trong giới khai đạo giả. Lực lượng pháp tắc bên trong có thể trợ giúp đạo cảnh tu luyện nhanh chóng, cảm ngộ đạo tắc, giúp đạo tắc lột xác, nhanh chóng gia tăng tu vi, cũng không khiến căn cơ bất ổn. Nhất là trong đại kiếp, chỉ dựa vào trí bảo bực này, có thể dùng thời gian cực ngắn bước tốc đột phá cảnh giới. Lá cây này, chính là lá của một gốc thực vật hỗn độn, ẩn chứa pháp tắc đại đạo cùng lực lượng đại đạo, tại thời kỳ đầu hỗn độn, chính là một trong những sinh linh hỗn độn mạnh nhất. Nghe đồn gặp phải vây giết tại cửu vực, rơi xuống chín mảnh lá cây đại đạo, thất lạc tại cửu vực, không biết tung tích. Thời điểm thiên ma liệt còn là đạo cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được một mảnh lá cây đại đạo này cũng nhờ vào lá cây này mới quật khởi rất nhanh trở thành tuyệt thế thiên kiêu của ma tộc năm đó uy danh hiền hách mảnh lá cây đại đạo này có thể nói là trí bảo trực tiếp giúp thiên ma liệt quật khởi tầm quan trọng thế nào không cần nói cũng biết vì muốn trợ giúp phân thân nhanh chóng gia tăng tu vi có thể sớm bố cục thậm chí còn muốn gỗ phân thân này có thể đột phá khai đạo cảnh trong đại kiếp có thể nói là hiện tại hắn đã bỏ ra tất cả vốn liếng nguyên sơn lão tổ có thể tranh chấp ngang cơ với hắn tự nhiên cũng có bảo vật cường đại tương tự trợ giúp đạo cảnh quật khởi nhanh chóng giờ phút này thiên ma liệt cười lạnh một tiếng nguyên lão ngụy để ta xem ngươi lấy thứ gì đấu cùng ta phân thân của mình ở cửu vực đã sắp hoàn thành hơn nữa thiên phú của nó rất yêu nghiệt cũng không hề thua kém mình năm đó khí vận cũng rất hùng hậu hôm nay lại có lá cây đại đạo trợ giúp tất nhiên có thể giống mình lúc trước quật khởi rất nhanh thậm chí có thể thành công khai đạo trong đại kiếp nếu như cỗ phân thân này cũng có thể khai đạo vạn dặm thậm chí trở thành khai đạo giả cửu cực một khi bản tôn cùng phân thân hợp nhất thì trong hỗn độn này sẽ có mấy người là đối thủ của mình thiên ma liệt càng nghĩ càng đắc ý cảm thấy rất hưng phấn về phần kế hoạch phân thân có thể thất bại hay không hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn là người nào khai đạo giả cửu cực cho dù chỉ là một đạo ý niệm thì cũng không phải là thứ mà đạo cảnh có thể chống cự một mảnh lá gây đại đạo này sử dụng rất đáng giá Huống chi, dù lá cây đại đạo này là trí bảo, nhưng mà hiện tại đã không còn hữu dụng đối với hắn. Vốn là muốn để lại cho đệ tử thân truyền của mình, còn không bằng hiện tại sử dụng cho mình. chương 655, câu được một con cá lớn một, trái lại truyền đến cửu vực cũng không khó gì, huống hồ đối phương đang ở gần chiến trường cổ. Lá cây đại đạo cũng không bị đại đạo cửu vực bài xích, truyền qua rất đơn giản. Giờ phút này, hùng tâm tráng trí của thiên ma liệt dân trào, thậm chí đã mơ ước một ngày trong tương lai, chính mình sẽ chấn áp nguyên lão ngụy, bắt hắn quỷ gối trước mặt mình, lộ ra bộ dáng gương mặt xám như cho. Tâm tình liền sảng khoái, đúng vào lúc này, trên người ma Phật đột nhiên bắn ra Phật quang mãnh liệt, mơ hồ muốn chấn áp huyết mạch đang được kích phát. Phật quang trên người ma Phật càng ngày càng mãnh liệt, rất có xu thế không chấn áp được huyết mạch cổ ma thì sẽ không chịu ngừng lại. Thậm chí mơ hồ muốn chuyển hóa huyết mạch cổ ma, thiên ma liệt vừa nhìn thấy một màn này, liền trợn trắng mắt. Nếu như biến thành Phật mạch, thì làm sao còn phù hợp với mình nữa. Làm sao mà dùng ý niệm hàng lâm, làm thế nào hóa thành phân thân, ý niệm phun trào, mà quang trên người ma Phật lại bốc lên dữ dội, hơn nữa khi thế không ngừng tăng lên. Tiếp sau đó, bên trong chiến trường cổ bay ra một vật, dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể ma Phật. Loại bảo vật kia, dường như có thể kích thích và thuần hóa huyết mạch ma tộc. Hơn nữa còn mang theo một cỗ lực lượng, có thể trấn áp Phật quang. Quả nhiên, từ khi kiện bảo vật kia chui vào trong cơ thể ma Phật, Phật quang dần dần bị ép xuống, tựa hồ cũng bị trấn áp triệt để. Thực lực ma Phật đang nâng cao, nhưng mà, không được bao lâu, Phật quang lại bùng lên dữ dội. Thiên Ma Liệt chỉ có thể tiếp tục gia tăng thêm lực lượng, tiếp tục lấy ra bảo vật, dùng để áp chế Phật quang. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tiêu, cỗ Phật lực kia, đến tột cùng là lực lượng gì? Vậy mà có thể khắc chế ma lực? Không, nó vốn khắc chế ma lực chỉ vì hắn là tồn tại khai đạo giả, mới không rõ ràng. Ma tộc có tu vi thấp hơn đạo cảnh, nếu gặp phải Phật lực, tất nhiên sẽ bị khắc chế, thực lực sẽ suy giảm ít nhất ba thành. Lực lượng này có tính khắc chế rất mạnh, đúng là đối thủ sống còn của ma tộc, từ lúc nào cửu vực lại xuất hiện Phật tộc, Phật môn, tại sao lại có thể chuyển hóa ma tộc tạp huyết, thiên ma liệt nhướng mày. Vậy mà có thể chuyển hóa ma tộc tạp huyết thành Phật đồ. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý, trùng tộc không có khai đạo giả, cuối cùng chỉ là loại yếu đuối, đi không được bao xa, rất dễ bị diệt vong trong một đợt tiểu kiếp, hơn nữa, trong số những chủng tộc khác cũng có người quy y Phật môn, ví dụ như yêu tộc, nhân tộc đều có người quy y Phật môn. Sở dĩ nhóm người này tự xưng là Phật tộc, chính là bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, đại đa số Phật đồ đều từng là ma tộc. Toàn bộ ma tộc đều biến thành Phật đồ, mới xưng là Phật tộc. Theo số lượng chủng tộc trở thành Phật môn càng nhiều, có thể xưng là bộ tộc Phật môn. Kỳ thật phật môn càng giống một loại môn phái hơn thiên ma liệt biết được những tin tức này từ trong miệng đại tộc lão ma tộc hắn cũng không thèm để ý phật tộc cũng tốt phật môn cũng được bất kỳ loại trùng tộc nào hay một tôn phái nếu muốn trường tồn lâu dài chắc chắn phải có cường giả trấn thủ nhất định phải là cấp bậc khai đạo giả nếu không chỉ là bộ tộc yếu đuối lúc nào cũng có thể diệt phong cũng không phải trùng tộc nào cũng đặc biệt giống như nhân tộc tựa hồ được đại đạo chiếu cố nhiều lần vượt qua đại kiếp mà vẫn không diệt phong hơn nữa còn quật khởi nhiều lần cũng từng xuống dốc nhiều lần trước sau vẫn bất diệt trong lịch sử cửu vực có vô số chủng tộc biến mất đồng dạng cũng có chủng tộc mới được sinh ra cho dù chủng tộc có khai đạo giả cũng bị diệt phong không ít nhưng chỉ cần khai đạo giả còn sống thì vẫn còn khả năng gầy dựng lại chủng tộc nếu như ngay cả lão tổ khai đạo đều vẫn lạc thì xem như triệt để mất đi tất cả truyền thừa chỉ có khai đạo vạn dặm mới xem như đứng vững gót chân, không dễ dàng diệt phong. Nhưng mà Phật môn lại không có khai đạo giả, thậm chí cường giả đạo cảnh 20 quan trở lên cũng không có. Đây thì tính là thứ gì? Căn bản là thiên ma liệt không để vào mắt, dù là tồn tại khai đạo vạn dặm, thiên ma liệt cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì hắn chính là khai đạo giả cửu cực. 9 vạn dặm, trải qua 9 lần biến đổi về chất, trở thành tồn tại khai đạo cực hạn. Cũng không phải hắn chưa từng giết qua khai đạo vạn dặm. Thế nhưng ngày hôm nay, thiên ma liệt đã thay đổi ý nghĩ. Phật môn này tuy yếu nhược, nhưng mà Phật Pháp không đơn giản, có hiệu quả khắc chế đối với ma tộc. Nếu lúc này có khai đạo giả cửu cực, chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp khắc chế mình hay sao? Dù sao khai đạo giả cũng là tồn tại đặc thù, con đường mỗi người mở ra cũng không giống nhau. Nhưng mà, con đường do ma tộc mở ra, mặc dù có điểm riêng biệt, nhưng mà đều tương đối gần gũi, sẽ tồn tại một ít đặc tính ma tộc. Tiên tộc, thần tộc cũng giống vậy, cho dù chi nhánh của yêu tộc khá là đa dạng, nhưng mà vẫn tồn tại đặc tính thuộc về yêu tộc. Phật môn thì sao, chắc chắn cũng không khác. Đạo do hắn mở ra, khả năng rất lớn có tính khắc chế đối với đạo của ma tộc. Có tồn tại hiệu quả khắc chế hay khôn, hiện tại chưa thể phán đoán. Nhưng đoán chắc hơn nửa là có hiệu quả khắc chế. chương 656, câu được một con cá lớn, hai, phải diệt Phật môn. Trong lòng hắn đã nhen nhóm ý định tiêu diệt Phật môn, đồng thời cũng vạch ra một kế hoạch. Ma Phật là nhân vật trọng yếu của Phật môn, trên người hắn gánh chịu đại khí vận, tất nhiên là hắn sẽ đấn dắt Phật môn quật khởi. Rất có thể, sẽ trở thành vị khai đạo giả đầu tiên. Sau khi biến hắn thành phân thân, nhất định phải nghĩ biện pháp bóp chết Phật môn, hơn nữa còn phải điều tra tại sao Phật môn lại xuất hiện. Phật quang kia, tựa hồ có sức mạnh giống với thần tộc, ở bên trong có bóng dáng của thần quang. Lại tựa hồ, cũng có tiên lực tiên tộc, sở hữu đặc tính của tiên quang. Đương nhiên, chẳng qua chỉ cảm giác được lờ mờ kỳ thật đã được xem là một loại lực lượng mới bất quá thiên ma liệt lại không nghĩ như vậy sự xuất hiện của phật môn chắc chắn có nguyên nhân hơn nữa vậy mà có chỗ giống với tiên tộc thần tộc chẳng lẽ là tiên tộc cùng thần tộc đang âm thầm mưu đồ nhằm vào ma tộc bọn chúng đang muốn sáng tạo ra lực lượng có tính khắc chế ma tộc tiến thêm một bước mưu đồ toàn bộ cửu vực mượn tay phật môn tranh cướp đại khí vận cửu vực thiên ma liệt càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất cao. Tiên tộc cùng thần tộc, tuy hai bên từng phát sinh tranh đấu, cũng có ân oán, nhưng mà cũng từng hợp tác qua, quan hệ hai bên tương đối tốt, hơn xa ma tộc. Thời điểm tam tộc còn ở cửu vực, ma tộc thường xuyên bị nhầm vào. Thậm chí từng xuất hiện qua tình huống, hai tộc thần, tiên liên thủ áp chế ma tộc. Có một lần ma tộc từng bị áp chế, hai tộc thần, tiên này vẫn không từ bỏ ý định nhầm vào ma tộc ta. Lửa giận trong lòng thiên ma liệt thiêu đốt mãnh liệt nhất định các ngươi sẽ thất bại chờ kế hoạch phân thân của ta thành công phật môn hay phật tộc chó má gì đó tất cả đều phải bị diệt sạch nghĩ như vậy thiên ma liệt tiếp tục gia tăng lực lượng hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là phật pháp phật lực có chỗ gì đặc thù hai tộc thần tiên dùng cách gì tạo ra có thể dựa vào thứ này để tìm kiếm nguồn gốc nghiên cứu ra lực lượng khắc chế tiên thần ma quang vừa mới tăng lên thì phật quang lại bắt đầu mạnh lên tình huống như vậy diễn ra vài lần tựa hồ đang trong trạng thái tranh đoạt ánh mắt thiên ma liệt trở nên lạnh lùng hắn cảm thấy phật lực trong cơ thể ma phật chắc chắn là có người liên tục truyền vào là gia hỏa tiên tộc hay là gia hỏa thần tộc hừ trên người ma phật có huyết mạch ma tộc chúng ta cho dù phật lực có gia tăng thế nào thì làm sao có thể ngăn cản được mình bản thân mình đang chiếm ưu thế sở huyền cảm thấy cũng đã đến lúc cũng không thể bước đối phương đạt tới cực hạn nếu không lỡ như đối phương tạm thời rút đi tìm cơ hội khác hàng Lâm thì công sức của hắn đi tong. Đối phương có thể dựa vào ý niệm, không ngừng vận chuyển lực lượng, bảo vật tới đây, có thể thấy được thực lực của hắn rất khủng bố. Mặc dù có cổ chiến trường làm vật dẫn, nhưng mà đối phương đang bị đại đạo bài xích, dưới tình huống ngặt nghèo như vậy, đã có thể làm được một bước này. Thực lực vượt quá sức tưởng tượng, tuyệt đối không đơn giản là khai đạo vạn dặm. Sở Huyền Yên lặng suy tính, có lẽ bản thân mình phải khai đạo 10 vạn dặm trở lên mới có thể ổn định cục diện, mới nắm chắc thắng được đối phương. Chẳng lẽ đám người kia đều mạnh như vậy, trong lòng cảm nhận được một chút áp lực, ngoại trừ mình khai đạo 10 vạn dặm trở lên, còn có một biện pháp, chính là dùng thiên đạo thôn tính đại đạo, biến đại đạo trở thành thiên đạo. Nếu như thế, sở huyền tự nhủ bản thân sẽ vô địch. Kế hoạch thiên đạo chiếm đoạt đại đạo, nếu muốn áp dụng ngay thì ít nhất cũng phải nắm giữ một phần pháp tắc đại đạo. Nếu có thể khống chế một phần pháp tắc đại đạo, tương tự có thể dễ dàng ứng phó đám người kia. Phật quang trên người ma Phật dần dần bị áp chế, liên tiếp bại lui, tựa hồ không thể nào phản kích. Chẳng những huyết mạch cổ ma đã thức tỉnh, còn đang được thuần hóa. Phật quang thu liếm, phảng phất hiên tĩnh triệt để, nhưng cũng chưa biến mất. Sở huyền đang đợi ý niệm của đối phương hàng lâm, không biết sẽ mang tới loại bảo vật gì. Huyết mạch cổ ma tinh thuần thế này, sở huyền không tin đối phương không động lòng, chắc chắn sẽ hóa ma Phật thành một cỗ phân thân. Nếu như muốn biến ma Phật thành phân thân của mình, thì phải lấy ra chút bảo vật tới đây, tăng cường thực lực cùng nội tình phân thân. Sở huyền đang chờ một khắc ý niệm hàng lâm, mang theo bảo vật xuất hiện, chính là lúc hắn ra tay. Cùng lúc sẽ chân áp chiến trường cổ, triệt để cắt đứt con đường mà đối phương dùng để truyền tải ý niệm. Đứng trong tối hố người, tự nhiên mình không thể ra mặt, chỉ có thể vụ oan giá họa cho kẻ khác. Khiến cho đám gia hỏa đánh cờ này, chém giết lẫn nhau. Sở huyền nghĩ như vậy, liền thông báo cho Phượng không một tiếng, bảo hắn gửi Ngọc Tinh Cung qua đây dùng tạm dùng Ngọc Tinh Cung trấn áp chiến trường cổ, ngăn chặn ý niệm đối phương. Chủ nhân trước của Ngọc Tinh Cung là tiên tộc, còn vị này là cường giả sau màn của ma tộc. Để cho bọn hắn tự đấu đi, chương 657, câu được một con cá lớn ba, sở huyền có thể cho thiên đạo chi lực, mô phỏng theo khí thức tiên tộc, ngụy trang thành lực lượng tiên tộc lưu lại Ngọc Tinh Cung, phát động một kích cuối cùng, phá hư bố cục của đối phương. Ma Phật ăn vận tăng y trắng như tuyết, tướng mạo trang nghiêm, cho dù đã thức tỉnh huyết mạch cổ ma, cũng không thể nhận ra một chút ma tính, vẫn là bộ dáng cao tăng đắc đạo. Hơn nữa còn là cao tăng tuấn tú. Đúng vào lúc này, bên trong chiến trường cổ bay ra một mảnh lá cây. Bên trên lá cây màu xám, dường như có ẩn chứa pháp tắc. Sở huyền hơi ngây ngốc, gã ma tộc này, đúng là cam tâm dốc sạch túi đi. Mảnh lá cây này, vừa nhìn đã biết không phải vật đơn giản, ngay cả khai đạo giả cũng phải động tâm. Phía trên lá cây này ẩn chứa pháp tắc đại đạo, là đồ vật của sinh linh hỗn độn không ngờ lại câu được một con cá lớn. Trong lòng sở huyền rất kích động, nếu như đối phương biết sẽ đi mảnh lá cây đại đạo này, chắc chắn sẽ tức điên. Sẽ hận đến mức muốn giết tới cửu vực, hoặc là sẽ hận đến mức một mất một còn với chủ nhân Ngọc Tinh Cung. Thật là kích thích, cảm giác ở sau lưng hố người khác, quả thực là sảng khoái. Giờ phút này thiên ma liệt rất kích động, kế hoạch phân thân của mình đã sắp thành công. Nguyên lão ngụy, cứ chờ đó, chờ ta chặt đứt căn nguyên, ngay lập tức phá hư kế hoạch của ngươi muốn đấu với ta, tranh đấu giữa hai ta sắp phân ra thắng bại, chờ quỳ gối trước mặt của ta, một đạo ý niệm bám vào trên phiến lá đại đạo, hàng lâm xuống người ma phật. thời điểm lá cây rơi xuống trên đỉnh đầu ma phật, bỗng nhiên xuất hiện một vầng sáng, sau đó một cỗ lực lượng minh mông đột nhiên chân áp xuống dưới. ầm, um, phiến lá đại đạo trong nháy mắt bị kéo vào, một đạo ý niệm kia cũng bị nghiền nát, sau đó lại truyền ra một giọng nói cực kỳ tức giận. nguyên lão ngụy, uyên, ngọc tinh cung bỗng nhiên phóng đại giống như hóa thành một tòa cung điện khổng lồ, quang hoa nở rộ, tiên lực phúc trào, hóa thành một tấm lưới bao phủ chiến trường cổ, bắt đầu trấn áp. Nguyên lão ngụy, ta với người không chết không thôi, ở bên trong chiến trường cổ, truyền đến tiếng gào thét của thiên ma liệt. Oanh, dưới lực lượng trấn áp, nhà đá bên trong chiến trường cổ bị nghiền nát thành bụi phấn, khí thức cổ ma thoát ra ngoài, bị pháp tác đại đạo hàng lâm, trực tiếp phá nát chiến trường cổ. Tiếng gào thét vẫn còn vang vọng ra xung quanh, nguyên lão ngụy, chả lẽ đây là tên của chủ nhân Ngọc Tinh Cung trước đó? Hai vị này đều biết nhau, không còn quan trọng nữa, kế hoạch lần này rất hoàn mỹ, cứ để mặc bọn hắn sâu xé nhau đi. Cửu vực chính là địa bàn của mình, muốn đảo hố cho những gia hỏa lén lút bố cục này, quả thực cũng không dễ gì. Ngọc Tinh Cung thu nhỏ lại, xuất hiện một chiếc lá cây. Sở huyền nhìn thoáng qua, lá cây đại đạo, ẩn chứa pháp tắc đại đạo, có thể rèn luyện đạo tắc, giúp đạo tắc mau chóng lột xác, tăng tốc độ tu luyện của đạo cảnh. Còn trợ giúp Cảm Ngộ đạo tắc, bảo bối này rất tốt, cho dù đối với Khai đạo cảnh, thì lá cây này cũng là bảo vật, có thể làm vũ khí cho Khai đạo giả. Tăng cường đại đạo chi lực, ít nhất trước khi Khai đạo vạn dặm, đều có thể dùng đến. Câu được một con cá lớn, Sở Huyền trả ngọc tinh cung lại cho Phượng Không, Sở Huyền cũng không muốn lá cây đại đạo, đây là cơ duyên thuộc về ma phật, cơ duyên thuộc về đệ tử. Đối với bảo vật không giúp gì cho Khai đạo, Sở Huyền cũng không để ý. Bảo vật đạt cấp bậc như lá cây đại đạo này, hắn vẫn có một ít. Khi lá cây đại đạo trực tiếp chui vào trong cơ thể ma phật, sở huyền mới nói đây là bảo vật quý giá, có tác dụng trợ giúp ngươi tu luyện, dù là khai đạo cảnh cũng thèm muốn vật này. Ma phật rất kích động, đa tạ sư tôn, huyết mạch cổ ma của ngươi đã thức tỉnh, có thể chuyển thành phật mạch, chính ngươi tự mình cân nhắc đi. Vâng, thưa sư tôn, sở huyền không nói gì thêm nữa, ánh mắt nhìn về đám đệ tử khác, ký chủ ngồi không một chỗ bày mưu nghĩ kế, giúp đệ tử mưu đồ trí bảo, ban thưởng tích đạo ngàn dặm. Đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, sở huyền khẽ giật mình, sau đó mừng cuốn lên, thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy mà kích phát hệ thống ban thưởng, mưu đồ lần này, chỉ là muốn dạy dỗ vị cường giả ma tộc kia một chút, giúp ma Phật đạt được một mảnh lá cây đại đạo. Đệ tử khác thì sao? Nếu như cũng mưu đồ thành công tương tự, đạt được trí bảo, thì có kích phát hệ thống ban thưởng hay không? Tích đạo ngàn dặm đó nha! chuyện này còn tiết kiệm khối thời gian so với việc tự mình khai đạo. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đám đệ tử, trong lòng nảy sinh ý nghĩ. Bất luận là Đinh Việt, Tiêu Lương hay là đệ tử khác, đều bị một ít người theo dõi, đang tiến hành bố cục. Những người kia có giống như vị ma tộc kia, vận chuyển trí bảo tới đây không? Vẫn phải có tỷ lệ, chỉ cần mấy người Đinh Việt, biểu hiện ra đủ yêu nghiệt, làm sao mà những người kia lại không động tâm? Nếu như có được một cỗ phân thân có thiên phú yêu nghiệt, thì sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt thậm chí có được sinh mệnh thứ hai, một khi bản thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có được một cỗ phân thân yêu nghiệt như thế, tất nhiên sẽ dễ dàng quật khởi. Chương 658, âm người, càng là coi trọng cái này một cỗ phân thân, càng cam lòng cho hạ vốn gốc, chuyển vận trí bảo tới đây. Những người kia sẽ có này tâm tư ư? Sẽ phải đám ra hỏa để mắt tới Đinh Việt, chưa chắc không bao gồm nhân tộc. Huống chi, cho dù là cường giả nhân tộc thì sao, cũng không phải hậu duệ huyết mạch của bọn hắn. Người không vì mình trời chu đất diệt, ra tay đoạt lấy một cỗ phân thân tới tay cũng không hiếm lạ. Có lẽ sẽ không trực tiếp đoạt xá, lập tức tạo ra phân thân. Nhưng mà tất nhiên bọn hắn sẽ lưu lại một chút thủ đoạn, để phòng ngừa vạn nhất có thể lợi dụng. Ví dụ như Dương Thiên, lão tổ của hắn bình thường thì không sao, nếu như gặp chuyện chẳng may, cớ gì mà bỏ qua thân thể của Dương Thiên, trở thành cơ hội quật khởi lần nữa. Mấy lão gia hỏa nhân tộc còn như thế, gia hỏa không phải nhân tộc chỉ sợ còn hung ác hơn sợ bị cường giả nhân tộc phát giác đương nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường tư chất mấy người đinh việt có mạnh hay không bên trong cửu vực người có thể so với bọn họ ngoại trừ cơ thần tâm gia thì cũng chỉ có dương thiên mà thôi hầu như không có ai hơn nữa khí vận hùng hậu tất cả đều là đại đạo khí vận giả những gia hỏa kia không động tâm sao sở huyền cảm thấy hưng phấn phải nhanh chóng an bài phải tăng thêm một ít tiền vốn khiến cho những gia hỏa kia động tâm cam lòng bỏ ra đủ vốn gốc Giờ khắc này, những người kia ở trong mắt sở huyền, chính là một một đám cá mập, chờ hắn xẻ thịt. Muốn câu cá, làm sao mà thiếu mồi câu cho được. Trong lòng sở huyền đang suy tính, nếu như kế hoạch thuận lợi, mỗi đệ tử đều là một lưỡi câu dụ cá lớn đất mồi, đều kích phát hệ thống ban thưởng. Chính mình có thể tăng tốc khai đạo vạn dặm trong lòng rất kích động, cử vực là địa bàn của hắn, ở dưới thiên đạo, nhất cử nhất động của những người kia, đều không thoát khỏi sự giám sát của hắn. Có thể đào hố cho những người kia, thật sự là quá dễ. Đương nhiên, hắn phải cân nhắc kỹ càng, mỗi lần ra tay đều mượn thân phận nguyên lão ngụy để làm đệm lưng. Lần thứ nhất nhằm vào gia hỏa ma tộc, sẽ rất khó bị nghi ngờ. Nhưng nếu nhằm vào những người khác, thì rất dễ bại lộ. Phải tìm đệm lưng mới, chỉ có như thế, mới không bại lộ nhân tố bất ổn tại cửu vực. Nếu không, những người kia sẽ phát giác được cửu vực tồn tại nhân tố không ổn định, nói không chừng sẽ hợp tác với nhau. Sở huyền đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên, chính xác mà nói, là nhìn về phía thập tổ nhân tộc, Dương. Vị này có thực lực như thế nào? Có nên đào hố cho hắn? Sở huyền hơi xoắn suýt, đối phương cũng không có nhầm vào mình, cũng không có nhầm vào đệ tử của mình. Hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là một người tương đối chính diện. Dường như rất thưởng thức đối với thiên kiêu nhân tộc, tựa hồ có giúp đỡ thiên kiêu nhân tộc, có mong muốn giúp nhân tộc cường thịnh. Tình cảnh của đám cường giả nhân tộc, tựa hồ không tốt lắm, bị cường giả các tộc khác nhầm vào. Bây giờ lại hố cường giả nhân tộc, vạn nhất bị đám gia hỏa kia đánh hội đồng thì sao?" Sở Huyền nghĩ một hồi, tạm thời đành buông tha cho Dương lão tổ. Sau đó hắn nhìn về phía hoang cổ vực, chỗ bí địa Tần Khả vận. Không biết thực lực vị kia ra sao, hơn nữa, tựa hồ hắn cũng là nhân tộc, Sở Huyền bắt đầu quan sát khắp cửu vực, tìm kiếm đối tượng phù hợp để làm đệm lưng. Người làm đệm lưng chưa chắc chỉ một người, có thể là nhiều người cùng lúc. Kế tiếp, hắn theo dõi một gia hỏa của yêu tộc long tộc à thanh giao xuất hiện một gã thiên kiêu có huyết mạch thuần hóa thức tỉnh huyết mạch long tộc thực lực cực kỳ cường đại đang đối kháng với hổ thiên nhai được thanh giao tộc xem là hy vọng tương lai dựa vào nội tình đạo cảnh dù sao cũng yếu hơn thiên hổ tộc một bậc hiện tại đang bị áp chế hổ thiên nhai cũng không muốn tranh chấp cùng đối phương đối phương cũng không có ý tứ trở mặt nhưng mà một khi đại kiếp đi qua sẽ đến thời điểm yêu tộc tranh bá tất nhiên sẽ phải nổ ra tranh chấp huyết mạch hổ thiên nhai tiến hóa là của thần thú bạch hổ có thể phát triển tạm thời sở huyền không có đoán được ra hỏa nào đang nhằm vào hắn là mạch nào của yêu tộc chỉ có thể xác định cũng không phải là bộ tộc thần thú bạch hổ bộ tộc thần thú đều tương đối đặc thù số lượng cũng không nhiều nhìn thì thuộc yêu tộc nhưng thật ra không phải yêu tộc tương đối độc lập một ít long tộc thì tương đối hỗn tạp số lượng long tộc được vinh dự làm thần thú rất thưa thớt địa vị vô cùng tôn quý mà phần lớn chính là các loại long tộc có khả năng trở thành bá chủ yêu tộc, thực lực không thể khinh thường, người đứng sau thanh giao tộc chắc là cường giả của long tộc. Có lẽ long tộc có khả năng kháng cự đi, trong đầu Sở Huyền có ý tưởng đã tìm được người gánh tội. Trong lúc Sở Huyền lập mưu kế câu cá, lặng lẽ hại người. Thì lúc này bên trong cổ giới hỗn độn, thời gian thiên ma liệt cùng Nguyên Sơn lão tổ đại chiến vừa trôi qua không lâu. Thời gian hai người trở về địa bàn của mình cũng chỉ mới đây thôi. Đúng vào ngày này rất nhiều cường giả trong cổ giới hỗn độn đều cho rằng hai người sẽ không bộc phát đại chiến nữa. Thiên Ma Liệt Sơn đột nhiên truyền ra một tiếng thét đinh tai nhức óc. Nguyên lão ngụy, ta với người không chết không thôi. Chương 659. Thứ Thiên tộc, rất nhiều người trợn mắt há mồm, xảy ra chuyện gì rồi? Lão gia hỏa Nguyên Sơn kia lại làm gì ngươi? Một đạo ma quang vọt lên, trong tay Thiên Ma Liệt cầm một thanh đại đao màu đen, khí thế hùng hổ, tràn đầy sát ý đánh về phía Nguyên Sơn rất nhiều cường giả chấn động, lần này thiên ma liệt lại muốn sử dụng trí bảo trảm đạo của hắn, hẳn là thật sự muốn đánh đến chết rồi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ không kích phát đại chiến hai tộc tiên, ma chứ. Bất luận là Nguyên Sơn Lão Tổ, hay là thiên ma liệt, đều là nhân vật hết sức quan trọng trong tiên tộc cùng ma tộc. Sát ý trên người thiên ma liệt cuồn cuộn, ma khí ngập trời, trực tiếp vọt thẳng tới Nguyên Sơn. Nguyên Sơn, Nguyên Sơn lão tổ cũng giận sôi máu, hắn vừa mới trở về không lâu, đang suy tính phương pháp bố cục cửu vực. Kết quả, tên chó chết thiên ma liệt kia, vậy mà lại giết tới cửa. Hơn nữa, ngay cả trí bảo trảm đạo cũng lấy ra sử dụng. Trên người tràn đầy sát ý, bộ dáng không chết không thôi. Nguyên Sơn lão tổ cũng muốn điên tiết, thiên ma liệt khinh người quá đáng. Hẳn là đã cho rằng Nguyên Sơn ta sợ hắn phải không? Không đợi thiên ma liệt đánh tới, hắn trực tiếp lấy ra trí bảo trảm đạo nghinh đón lấy. Thực sự nếu để thiên ma liệt đánh tới, chủng tộc phụ cận nguyên sơn sẽ phải gặp nạn đây chính là chủng tộc cùng thế lực phụ thuộc nguyên sơn của hắn thiên ma liệt người nhất quyết muốn đánh đến mức ngươi chết ta sống phải không gương mặt nguyên sơn lộ vẻ âm trầm trong tay nắm lấy một thanh chí bảo trảm đạo nguyên lão ngụy ngươi chết cho ta thiên ma liệt chẳng muốn nhiều lời nguyên sơn lão tổ năm lần bảy lượt phá hư chuyện của hắn há có thể bỏ qua cãi nhau thì không cần trực tiếp đánh là được thiên ma liệt vẫn nghẹn lấy một cổ lửa giận không có nơi phát tiết. Lần này, tổn thất quá lớn, một trong những bảo vật đã từng trợ giúp mình quật khởi, dĩ nhiên cũng bị cướp mất. Thật là đáng hận, nguyên lão ngụy quả nhiên là thứ hèn hạ vô sỉ, càng nghe hắn nói hưu nói vượt, càng dễ bị mắc lừa. Trực tiếp chiến, mới không bị hắn quấy nhiễu, huống chi, hắn giờ phút này trong bụng hắn nghẹn lấy một cỗ lửa giận, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ thực lực còn tăng cường ba phần. Một khi không phát tiết một hơi này, đợi lý trí quay về, còn như đại chiến xuống dưới như thế nào. Oanh, một đạo đao quang màu đen, giống như tấm lụa trực tiếp chém về phía Nguyên Sơn Lão Tổ. Nguyên Lão Lão Tổ liền biến sắc, tiên quang trên người hắn tỏa ra, xuất hiện một trường hà giống như kiếm bàn. Oanh, hai vị khai đạo giả cửu cực đại chiến, thế lực cùng chủng tộc sống gần đó lại gặp nạn. Cho dù trong đám thế lực này, tồn tại khai đạo giả, nhưng mà chênh lệch quá xa. Chỉ là ảnh hưởng dư âm còn sót lại, đã khiến cho bọn hắn gặp trọng thương đừng nói là bảo vệ tộc nhân thế lực ngay cả sức tự bảo vệ mình còn khó khăn tất cả cường giả bốn phía đều biến sắc hai vị này thật sự điên rồi chẳng lẽ muốn đánh đến lúc một mất một còn dùng thực lực của hai vị này nếu thật sự đại chiến xuống dưới cũng là lưỡng bại câu thương phi hà lão tổ đứng ở một ngọn núi phía xa 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 chú ý đại chiến không có nhúng tay ý tứ thực lực của hắn tranh lệch không ít không có tư cách nhúng tay vào chẳng qua là chỗ mà bọn hắn đang giao chiến là địa bàn phụ thuộc cường tộc nào đó. Cường giả của đối phương, tất nhiên sẽ ra mặt vì thế lực phụ thuộc. Nếu không ra mặt, chủng tộc cùng thế lực phụ thuộc kia, tất nhiên sẽ thất vọng, thậm chí sẽ tìm một cường tộc khác để nhờ vả. Nguyên Sơn Lão Tổ cùng Thiên Ma Liệt vừa đại chiến không lâu, liền xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, đầu dài sừng thú, gương mặt màu thanh lam, ở trần có thể thấy được lân giáp màu xám sáng bóng. Oanh, đối phương tung một quyền xuống mặt đất, lạnh giọng giận dữ hết, dám đại chiến tại địa bàn thiên tộc ta, làm tổn thương thế lực phụ thuộc thứ thiên tộc, hai vị quá làm càn. Việc này, phải cho ta câu trả lời, nếu không đừng trách thứ thiên tộc không nói tình cảm. Nắm đấm cực lớn, trực tiếp phá vỡ trận chiến, tách hai người Nguyên Sơn lão tổ cùng Thiên Ma liệt ra. Thứ thiên tộc, đây là một trong những chủng tộc nguyên thủy ở cổ giới hỗn độn, cũng là chủng tộc vô cùng cường đại, nghe đồn thứ thiên tộc chính là huyết mạch còn sót lại của sinh linh hỗn độn thời viễn cổ. Đám cường giả đang vây xem nhìn về phía cường giả thứ thiên tộc vừa ra tay, trên mặt lộ vẻ rất kiêng kỵ. Thứ thiên dũng, đây là một vị khai đạo giả cửu cực của thứ thiên tộc. Trong cổ giới hỗn độn, chính là tồn tại cực hạn. Chủng tộc nguyên thủy trong cổ giới hỗn độn cũng không nhiều, mỗi một nhánh đều vô cùng cường đại. Bọn hắn có một điểm đặc thù, cũng không phải là sinh linh cửu vực, không khai đạo tại đại đạo cửu vực, bởi vậy không cần tiến vào cửu vực đê cắt đứt căn nguyên. Sau biến cố của kỳ nguyên đại đạo trước đó, chủng tộc nguyên thủy cổ giới hỗn độn đã không thể nào tiến vào thế giới cửu vực chủng tộc nguyên thủy cổ giới hỗn độn bởi vì sinh sống tại hỗn độn từng đạt được một vài hỗn độn trí bảo cho nên trực tiếp khai đạo trong hỗn độn đến bây giờ những chủng tộc nguyên thủy muốn khai đạo đều là phụ thuộc vào nguyên tổ khai đạo của bọn hắn làm căn cơ mới có thể khai đạo trong hỗn độn